Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2396, ngả bài 3. Phó Hải Triều ngồi đối diện Trương Dương, nhìn thấy hắn đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách, trong lòng có chút kỳ quái, nói khẽ anh không sao chứ? Không sao, Trương đại quan nhân đứng lên bước đi, không cẩn thận đụng phải nữ triều đãi viên, hai chén trà nóng đều hắn lên người hắn, Trương đại quan nhân bị bỏng mới quay lại với hiện thực. Phó Hải Triều đứng dậy ân cần hỏi thăm. Trương đại quan nhân không giải thích, bước nhanh rời khỏi quán trà, bên ngoài gió thu đang mạnh, nội tâm Trương đại quan nhân đón gió dần dần bình tĩnh trở lại, hắn lặng lẽ chỉnh sửa lại chuyện này, muốn tra rõ tối hôm đó đã phát sinh tình huống gì, người biết chỉ có hai, một Liễu Đan Thần, người còn lại chính là Hắc Quả phụ Thiệu Minh Phi, Trương đại quan nhân cuối cùng cũng biết người hôm đó ngủ với mình là Liễu Đan Thần, hơn nữa nghiệt duyên đêm hôm đó không ngờ còn khiến Liễu Đan Thần mang thai. Hắn lập tức bắt đầu khẩn trương. Hai mẹ con tất cả đều bị người ta bắt cóc, hắn không thể không quan tâm, có câu quan tâm quá ắt loạn, Trương đại quan nhân bắt đầu có chút hỗn độn. Hiện tại xem ra bài báo đó không đổ oan hắn, người ta tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng suy đoán lại như thần, buồn cười nhất là mình vừa rồi còn tưởng rằng Liễu Đan Thần mang thai có thể là liên quan tới Phó Hải Triều, chẳng trách Liễu Đan Thần nhìn thấy mình lại u oán như vậy, mình đã đoạt đi tấm thân xử nữ của người ta. Hơn nữa còn quên sạch, đổi lại là ai cũng sẽ hận. Trương đại quan nhân chuẩn bị đi tìm Thiệu Minh Phi, nhưng không chờ hắn tìm Thiệu Minh Phi thì Thiệu Minh Phi đã gọi điện thoại tới, hẹn hắn tới biệt thự núi Linh Lung gặp mặt. Trương đại quan nhân tới nơi, khi gặp mặt Thiệu Minh Phi thằng cha này trên cơ bản đã điều chỉnh tốt. Nhìn ra được Thiệu Minh Phi đặc biệt trang điểm cho hắn nhìn, không thể không thừa nhận trên người nữ nhân này có một loại vẻ đẹp hoang dã, Trương đại quan nhân ngồi xuống sofa. Nhíu mày, cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì, tôi gần đây bận lắm. Thiệu Minh Phi ngồi xuống bên cạnh hắn, tay khoác lên vai hắn, một cỗ mùi hương mê người xộc vào mũi, dịu dàng nói, đồ không có lương tâm, người ta nhớ anh mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương đại quan nhân nhìn chung quanh, ăn mặc dùng đều là Tiết Thế Luân cho cô à. Là hắn nguyện ý mà, Thiệu Minh Phi bởi vì những lời này mà có chút không vui. Đánh vào vai Trương Dương một cái, sau đó lại ghé tới, cằm tựa lên vai hắn, ngón tay chỉ vào ngực hắn, tôi gọi anh tới là muốn hỏi anh có nhớ tôi không? Trương đại quan nhân nói, không, cho không gọi điện thoại cho tôi thì tôi cũng suýt quên cô rồi. Thiệu Minh Phi gắt, nam nhân đều là hạng phụ tình. Trương đại quan nhân nói, cô tìm tôi có chính sự gì không? Không có gì thì tôi phải đi đây. Thiệu Minh Phi ôm tay hắn, chúng ta tốt xấu gì cũng là chồng hờ vợ tạm mà. Trương đại quan nhân cười cười, nghĩ thầm giờ là lúc nào rồi mà cô còn dám lừa tôi. Thiệu Minh Phi nói, tôi vừa mới đọc nhật báo Kinh Giang, trên đó nói anh và Liễu Đan Thần có quan hệ nam nữ không chính đáng, anh còn làm bụng cô ta to ra, là thật hay giả. Trương Dương nhìn cô ta một cái, con mắt nào của cô nhìn thấy trên bài báo viết như vậy. Tôi và Liễu Đan Thần rất trong sạch. Thiệu Minh Phi nhìn Trương Dương, nghĩ thầm anh thì biết cái gì. Buổi tối hôm đó người lên giường với anh chính là Liễu Đan Thần, cô ta không biết Trương Dương đã nhìn thấu âm mưu của cô ta. Trương Dương nhìn thẳng vào mắt Thiệu Minh Phi, bỗng nhiên bật cười. Thiệu Minh Phi bởi vì nụ cười của hắn mà cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nghe thấy giọng nói nhu hòa của Trương Dương vang vọng bên tai, cô mệt chưa? Thiệu Minh Phi quả nhiên ngáp một cái, ý thức trở nên có chút mơ hồ. Trương Dương nói, cô nói thật với tôi đi, buổi tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Minh Phi nói, buổi tối hôm đó, cô ta vừa mở miệng thì cảm thấy ngực đau nhức, hét thảm một tiếng, chính vì cơn đau này mà ý thức của cô ta tỉnh táo lại, nhìn đôi mắt sáng rực của Trương Dương, không khỏi túa mồ hôi lạnh, Thiệu Minh Phi minh bạch Trương Dương vừa rồi nhất định là đã thi hành thuật thôi miên nào đó đối với cô ta, muốn lợi dụng loại phương pháp này khiến mình nói ra sự thật, Trương Dương không biết đệ tử trong môn của bọn họ đều đã bị sư phụ hạ tâm cổ, khi người ngoài muốn khống chế tinh thần của bọn họ, tâm cổ tự nhiên sẽ bộc phát. Dẫn tới cơn đau, loại phương pháp này vốn là sư phụ dùng để khống chế đệ tử, không ngờ lại phá được nhiếp hồn thuật của Trương Dương. Thiệu Minh Phi thầm kêu nguy hiểm thật. Trương đại quan nhân nhìn thấy thần trí của cô ta khôi phục tỉnh táo thì không khỏi thầm kêu đáng tiếc, mắt thấy sắp thành công, không ngờ cô ta tỉnh táo lại. Thiệu Minh Phi cười quyến rũ nói, anh làm gì thế? Anh không biết à, cô ta trong lòng thầm cảnh giác. Trương Dương nếu đã dùng tới thuật thôi miên với mình thì chứng minh hắn đã hoài nghi chuyện buổi tối hôm đó. Không thể, chuyện tối hôm đó trừ mình và Liễu Đan Thần ra thì không có ai biết, Liễu Đan Thần hiện giờ đã mất tích.
Chẳng lẽ sự mất tích của cô ta thực sự có liên quan tới Trương Dương? Nhà đầu đó lợi dụng loại phương pháp này để tránh né sự chú ý của mọi người ư? Trương Dương nói, cô và Liễu Đan Thần quen thân lắm phải không? Thiệu Minh Phi nói, không tính là thân, tôi thích xem cô ta diễn. Trương Dương cố ý nói, tôi và Liễu Đan Thần cũng không quen, không biết vì sao có người lại tạo tin đồn vớ vẩn. Thiệu Minh Phi nói, tin đồn vô căn cứ chưa chắc đã không có nguyên do, hai người một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, một người thanh xuân tịnh lệ, cho dù là phát sinh chút chuyện cũng rất bình thường. Trương Dương nói, rõ ràng là chuyện không có, cô đừng nghe người ngoài nói bừa. Thiệu Minh Phi nói, báo chí 10 phần có 9 là bịa đặt, có điều đọc bài báo này tôi cũng có chút lo lắng. Anh chuyện của hai chúng ta nếu nghe để đám phóng viên đó biết, chẳng phải là sẽ ầm ĩ lên ư. Những lời này của cô ta rõ ràng là đang uy hiếp. Trương Đại Quan Nhân cũng không sợ uy hiếp, hắn trước đây sở dĩ dễ dàng tha thứ cho Thiệu Minh Phi, mục đích là muốn tra ra độc thủ sau lưng cô ta, nhưng hiện tại chuyện buổi tối hôm đó đã dần dần trở nên sáng tỏ, Trương Dương cũng không cần thiết phải loanh quanh với cô ta nữa. Trương Dương nói chuyện buổi tối hôm đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng, cho nói thế nào chả được. Thiệu Minh Phi nói, Trương Dương, anh nói gì vậy? Muốn không thừa nhận ư? Trương Dương nói, cô cứ luôn miệng nói mình có thai, vậy có cần tôi và cô tới bệnh viện một chuyến, chúng ta đi nghiệm chứng thử. Thiệu Minh Phi lập tức minh bạch Trương Dương đã hoài nghi đối với chuyện mình mang thai, cô ta cười lạnh nói, Trương Dương, anh không hiểu tôi rồi, thứ tôi thích cho dù không chiếm được thì tôi thả hủy đi còn hơn, tôi làm việc luôn bất chấp hậu quả. Uy hiếp tôi à, cô muốn hủy thì cứ hủy, Thiệu Minh Phi. Tôi với cô không cừu không oán, rốt cuộc là cô muốn đối phó tôi hay là bị người nào sai khiến? Anh, Thiệu Minh Phi trong lòng không yên, Trương Dương đối với chuyện buổi tối hôm đó rốt cuộc biết được bao nhiêu? Trương Dương nói, muốn người không biết thì trừ phi đừng làm, Thiệu Minh Phi, cô đã làm gì thì tôi rõ cả, đừng nói cái gì yêu tôi, loại nữ nhân như cô căn bản không xứng nói chữ này. Chương 2397, ngả bài 4. Thiệu Minh Phi tức giận nói, anh vô sỉ lắm, không ngờ không thừa nhận chuyện mình đã làm. Tôi đã làm gì, cô cho rằng tôi thực sự thần trí mơ hồ, ý thức không tỉnh táo thì cô nói gì tôi tin nấy hả? Cũng may nữ nhân trên đời này không phải ai cũng giống cô, muốn làm ầm ĩ lên hả, cứ làm đi, kết quả khẳng định là tự rước lấy nhục. Thiệu Minh Phi ý thức được gian của mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu, lúc này cô ta nói cái gì nữa chỉ sợ Trương Dương cũng sẽ không tin. Mề mặt cô là nữ nhân, tôi không đánh cô, có điều về sau còn dám chọc tôi thì tôi đánh cô thật đó. Trương Đại Quan Nhân sau khi nói xong thì liền rời khỏi nơi này. Thiệu Minh Phi sửng sốt trong chốc lát, lập tức nhớ tới gọi điện thoại cho sư phụ. Tiêu Quốc Thành nghe Thiệu Minh Phi nói xong thì tâm tình lập tức trở nên trầm trọng, cô nói gì? Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu kế hoạch của cô rồi ư? Thiệu Minh Phi nói, hắn biết chuyện tôi mang thai là lừa hắn. Còn truy hỏi quan hệ của tôi và sư muội. Tiêu Quốc Thành thở dài, tôi đã sớm nói với cô rồi, y thuật của Trương Dương rất cao siêu, âm mưu sứt sẹo này của cho chỉ sợ không chỉ sợ được hắn đâu. Cô về sau phải cẩn thận một chút, thằng ôn này sẽ không chịu để yên đâu. Thiệu Minh Phi ừ một tiếng. Tiêu Quốc Thành nói, sư muội của cô có tin tức gì hay không? Thiệu Minh Phi nói, không có, sư phụ, có câu tôi không biết có nên nói hay không. Cô nói đi. Thiệu Minh Phi nói, tôi thấy sư muội chắc không phải là bị người ta bắt cóc đâu, rất có thể là tự trốn đi. Tiêu Quốc Thành hừ lạnh một tiếng. Thiệu Minh Phi tuy rằng biết sư phụ không vui, nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói, không nói đến quan hệ giữa sư muội và hắn, hiện giờ sư muội có bầu, đứa nhỏ tất nhiên là của hắn. Tiêu Quốc Thành tức giận nói, còn không phải là chuyện tốt mà cô làm ư. Thiệu Minh Phi nói, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, cũng nên chịu phạt. Nhưng đồ nhi có thể thề với trời, tôi đối với sư phụ tuyệt không có một chút lòng phản bội nào. Tiêu Quốc Thành nói, theo lời cô nói thì hắn đối với chuyện trước đây cô nói đã có hoài nghi rồi. Thiệu Minh Phi, nói sư phụ, người tôi lo lắng là sư muội, nếu như cô ta bị tình cảm làm mê muội đầu óc, triệt để ngả vào lòng họ Trương, như vậy chuyện sư phụ ngài khổ cực bày ra chẳng phải là. Tiêu Quốc Thành trầm mặc, những gì Thiệu Minh Phi nói cũng chính là chuyện hắn lo lắng nhất, bất kể hắn tình nguyện hay không. Liễu Đan Thần, nữ đệ tử hắn yêu nhất đã là nữ nhân của Trương Dương, chẳng những bị Trương Dương đoạt đi tấm thân xử nữ, hơn nữa còn mang cốt nhục của hắn, tình huống như vậy rất khó bảo đảm cô ta không sinh ra tình cảm với Trương Dương. Nếu như cô ta nói ra hết tất cả những gì mình biết, chỉ sợ hắn sẽ bại lộ, nghĩ đến đây Tiêu Quốc Thành có chút không rét mà run.
Thiệu Minh Phi thấy hắn rất lâu không lên tiếng thì nhỏ giọng gọi, sư phụ. Tiêu Quốc Thành nói, cô trước tiên nghĩ biện pháp tìm sư muội của cô đã, những chuyện khác có thể bỏ sang một bên. Thiệu Minh Phi nói, tôi thấy sư muội khẳng định là bị họ Trương giấu đi rồi. Tiêu Quốc Thành nói, một người sống hắn há có thể muốn giấu là giấu. Tra tất cả những nơi hắn thường lui tới, có lẽ sẽ có phát hiện. Thiệu Minh Phi nói, trừ ban chú Kinh Bình Hải ra thì nơi hắn thường tới nhất chính là Hương Sơn Biệt Viện, hay là tôi tới đó xem thế nào. Hương Sơn Biệt Viện thấp thoáng một mảng lá phong đỏ rực, đường nhỏ trước cửa phủ kín lá rụng, mấy ngày rồi không có ai quét dọn nơi này, gió thu thổi qua, có lá phong từ trên cây bay xuống, có lá phong từ dưới đất bay lên, giống như ngàn vạn con bướm đang bay lượn. Bên trong hang động dưới biệt viện thì vừa tối lại vừa lạnh, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp phía trên. Liễu Đan Thần ngồi dưới đất, cô ta đã bắt đầu chấp nhận vận xấu này, nữ tử thần bí bắt cô ta tới đây dùng một sợi xích sắt dài bọc cổ chân cô ta vào với đá, như vậy có thể bảo đảm cô ta có phạm vi hoạt động nhất định. Hôm nay chắc đã là ngày thứ tư rồi, nữ tử bắt mình không hề xuất hiện, mắt thấy thực vật lưu lại sắp hết, Liễu Đan Thần trong lòng thầm than, chỉ sợ mình sẽ phải chết trong huyệt động tối đen này, đáng tiếc đứa con trong bụng vẫn chưa ra đời đã phải chết cùng mình. Liễu Đan Thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, trước khi bị bắt, cô ta rất muốn bỏ đứa bé này đi, nhưng từ khi bị bắt tới đây, cô ta bỗng nhiên sinh ra một loại tình cảm khó có thể miêu tả đối với cốt nhục trong bụng, cô ta thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu như mình có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định phải sẽ sinh hạ đứa nhỏ này, chiếu cố cho nó trưởng thành. Nữ tử áo đen xuất hiện không hề có dấu hiệu, cô ta cầm một cái túi ni lông, bên trong là thực vật cô ta mang đến cho Liễu Đan Thần. Liễu Đan Thần nói, cô đến rồi à? Ngữ khí của cô ta vô cùng bình tĩnh, tựa như đang tiếp đón một vị bằng hữu đã lâu không gặp. Nữ tử áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta một cái, sau đó thì ném đồ xuống dưới chân cô ta, vẻ mặt của cô ta đờ đẫn, nếu như không phải mắt đang động thì cơ hồ sẽ làm người ta tưởng nhầm là ma nơ canh. Liễu Đan Thần nói, cô định nhốt tôi tới khi nào? Nữ tử áo đen không nói gì, vẫn trầm mặc. Liễu Đan Thần nói, cô là cựu nhân của Trương Dương. Nữ tử áo đen khoanh tay đứng, nhìn mạch nước ngầm cách đó không xa, ánh mắt mơ hồ. Liễu Đan Thần nói, có phải hắn đã làm chuyện có lỗi với cô? Để tôi đoán nhé, cô đối với hắn có phải vì yêu mà sinh hận hay không? Nữ nhân áo đen cười rộ lên, trong bóng đêm Liễu Đan Thần nghe mà không rét mà run. Nữ nhân áo đen quay sang cô ta, làm người đừng quá thông minh, cưng đừng quá tò mò, nói tóm lại. Cô chỉ cần nghe lời, tôi sẽ bảo đảm tính mạng của cô. Liễu Đan Thần nói, hiện tại cảnh sát ở bên ngoài đang tìm tôi, cô có biết mình đã phạm luật hình sự hay không? Nữ nhân áo đen nói, thuật hạ cổ của cô là học được từ ai? Liễu Đan Thần nói, tôi là người Miêu, tổ tiên truyền xuống một vài thứ, vốn là dùng để đối phó với đàn ông phụ lòng, không có gì đặc biệt cả, cô muốn học hả? Nếu như muốn học thì tôi có thể dạy cô, thấy cô hận Trương Dương như vậy. Hay là để tôi dạy cô hạ cổ hắn, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ nhân áo đen lạnh lùng nói, cô thực sự hận Trương Dương như vậy ư? Nếu vậy sao còn mang cốt nhục của hắn? Liễu Đan Thần nói, lòng hiếu kỳ của cô cũng rất mạnh. Nữ nhân áo đen nói, khi tôi hỏi thì ép tốt nhất hãy thành thành thật thật trả lời, đừng quên tính mạng của cô đang nằm trong tay tôi. Liễu Đan Thần nói, so với bị cô nhốt ở lòng đất vừa lạnh vừa ẩm này, chẳng thà chết đi cho xong. Cô vẫn còn giá trị dùng đối với tôi sẽ không thể cho cô chết đâu. Liễu Đan Thần nói, tôi nếu muốn chết thì cô không ngăn được tôi đâu. Nữ nhân áo đen nhìn thẳng vào hai mắt Liễu Đan Thần, có lẽ tôi không ngăn được cô, nhưng tôi nghe nói một khi nữ nhân có bầu rồi, ý chí cầu sinh sẽ trở nên rất mạnh, cô hiện tại nếu chết, chẳng khác nào giết chết cốt nhục thân sinh của mình. Liễu Đan Thần run lên. Nữ nhân áo đen nhìn rõ biến hóa trong ánh mắt của cô ta. Thở dài, cho nên cô cố sống thêm vài ngày đi, tôi cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Thiệu Minh Phi nhìn thấy cửa Hương Sơn biệt viện đóng chặt, bên trong chắc có người, cô ta không hề lựa chọn gõ cửa, mà là từ tường đông trèo vào, sắp tới hoàng hôn rồi, ánh chiều tà rải khắp tiểu viện. Thiệu Minh Phi nhìn thấy tây sương sáng đèn, cô ta lặng lẽ đi tới, xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong, liền thấy một cô gái thanh lệ tuyệt luân đang đọc sách dưới đèn. Thiệu Minh Phi tuy rằng là nữ nhân, nhưng cũng không thể không tán thưởng sự xinh đẹp của Trần Tuyết, vẻ đẹp của cô ta siêu phàm thoát tục, giống như tiên tử không thuộc về nhân gian. Trần Tuyết đang xem sách đột nhiên khựng lại, cô ta đứng lên, Thiệu Minh Phi lo lắng bị cô ta phát hiện, vội vàng cúi người,
cô ta mặc trang phục đen, mặt còn che khăn đen, cho dù là bị người ta phát hiện thì cũng sẽ không nhận ra thân phận của cô ta. Trần Tuyết mở cửa phòng, đi vào bên trong sân, mắt đẹp nhìn ánh nắng chiều, nói khẽ cô tới rồi hả? Thiệu Minh Phi ngẩn ra, cô ta trốn ở góc tường, theo lý thì từ vị trí của Trần Tuyết không nhìn thấy được cô ta, chẳng lẽ là có người khác tới đây? Thiệu Minh Phi không lên tiếng. Trần Tuyết lại nói, cửa lớn không khóa, cô vì sao lại trèo tường vào? Thiệu Minh Phi lần này có thể xác định, Trần Tuyết đang nói chuyện với mình, trong lòng rất bực, cô ta rốt cuộc là làm như thế nào mà phát hiện ra mình? Chẳng lẽ tiểu cô nương yếu đuối này là cao thủ thâm tàng bất lộ? Thiệu Minh Phi biết tiếp tục trốn cũng không có ý nghĩa, cô ta cười một tiếng rồi từ góc tường đi ra, nói khẽ em gái, trông em xinh quá. Vẻ mặt Trần Tuyết thản nhiên như không, quan sát Thiệu Minh Phi một chút, nơi này từ sách ra thì không có gì đáng giá cả, xem ra cô chọn nhầm chỗ vào. Thiệu Minh Phi nói, tôi nhìn thấy nơi này nhà cao cửa rộng, cho nên vào xem, nhưng nếu đã vào thì có chút không muốn đi. Trần Tuyết lạnh lùng nói, không đi thì chỉ sợ không còn kịp rồi. Chương 2398, vận rủi liên tục kéo đến 1. Thiệu Minh Phi chậm rãi đi về phía Trần Tuyết, cố ý ưỡn ngực, khiêu khích nói, tôi cho dù không đi thì cô có thể làm gì tôi. Cô ta đoán quan hệ giữa Trương Dương và Trần Tuyết tất nhiên không bình thường, hiện giờ Trương Dương nếu đã nhìn thấu lời nói dối của cô ta, nói cách khác cô ta không thể tiếp tục dùng chuyện đêm đó để áp chế Trương Dương nữa. Tiểu cô nương trước mắt cũng là một cơ hội chỉ cần mình hạ cổ trên người cô ta, chẳng phải là lại có thêm một điều kiện áp chế Trương Dương ư, nghĩ đến đây trong lòng Thiệu Minh Phi nảy sinh ác ý. Trần Tuyết không để ý đến cô ta, chỉ lặng lặng nhìn hai mắt của cô ta. Thiệu Minh Phi đột nhiên ra tay, sự ra tay của cô ta không hề có dấu hiệu, dưới khoảng cách gần như thế này phát động công kích, Thiệu Minh Phi cho rằng nắm chắc 10 phần, cô ta muốn trước tiên chế trụ huyệt đạo của Trần Tuyết, sau đó hạ cổ trên người cô ta. Khiến tiểu cô nương không nhiễm khói lửa nhân gian này trở thành cổ ngẫu của mình. Ngón tay cô ta sắp chạm đến thân thể mềm mại của Trần Tuyết thì bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, không ngờ vồ hụt, Thiệu Minh Phi cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình, mục tiêu không ngờ biến mất vô tung vô ảnh trước mắt của cô ta. Giọng nói của Trần Tuyết vang lên phía sau cô ta, vì sao cô không nghe lời khuyên của tôi? Thiệu Minh Phi ứa mồ hôi lạnh, có điều cô ta ứng biến cũng cực nhanh. Lật tay bắn ra một đoàn xương khói màu phấn hồng, bao phủ thân hình của Trần Tuyết vào trong, trong xương khói màu phấn hồng, một bàn tay mềm trong suốt tỏ ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên người Thiệu Minh Phi, Thiệu Minh Phi chỉ cảm thấy cả người tê liệt, lập tức ngã xuống. Xương khói tan đi, Trần Tuyết đứng trước mặt Thiệu Minh Phi, trên mặt không hề có chút phẫn nộ nào, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của Thiệu Minh Phi rồi thở dài, xinh đẹp vậy sao phải thế? Thiệu Minh Phi lúc này mới biết tiểu cô nương nhu nhược trước mắt không ngờ là một cao thủ thâm tàng bất lộ, mình vốn cho rằng có thể thoải mái chế phục cô ta, nhưng không ngờ cuối cùng người bị chế phục lại là mình, Thiệu Minh Phi vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, cô ta sẽ không hiện thân, nhưng cô ta vẫn mạnh miệng, tôi có làm gì đâu. Cô bắt được tôi thì sao? Trần Tuyết đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt Thiệu Minh Phi có chút quái dị, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó khủng bố, Trần Tuyết vội vàng xoay người lại. Liền thấy nhánh cây ở xa xa lay động, còn có không ít lá phong rơi xuống, nhưng nơi ánh mắt chiếu tới lại không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Đôi mi thanh tú của Trần Tuyết nhíu lại, tim không hỏi xẹt qua một tia ám ảnh. Cô ta nói khẽ cô nhìn thấy gì? Thiệu Minh Phi nói, cô tốt nhất hãy thả tôi ra. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ô tô, là Trương Đại Quan Nhân đến, nhìn thấy cảnh trước mắt, Trương Đại Quan Nhân cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Có điều hắn rất nhanh liền bật cười, tôi còn tưởng là ai. Thì ra là Thiệu Tiểu Thư, Tiểu Tuyết, cô không mời cô ta ngồi, Thiệu Tiểu Thư, cô ngồi dưới đất làm gì? Đá phiến lạnh lắm. Thiệu Minh Phi đương nhiên có thể nghe hiểu những lời này là nói mát, hung hăng trừng mắt lườm Trương Dương một cái, Trương Dương, anh tốt nhất hãy thả tôi rồi. Nếu như để cảnh sát biết các anh giam cầm tôi một cách phi pháp, các anh sẽ phải ngồi tù. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, hắn không ngờ nói luật pháp với tôi à. Hắn quay sang Trần Tuyết, có chuyện gì vậy? Trần Tuyết nói, cô ta che mặt lén lút vào nơi này, không biết muốn làm gì. Trương Dương nói, Thiệu Minh Phi, cô cũng đâu thiếu tiền, trông đoan chính như vậy mà không ngờ là nữ, thực sự đau lòng vì cô. Thiệu Minh Phi nói, Trương Dương, anh nếu không thả tôi thì tôi sẽ nói ra tất cả những chuyện xấu của anh. Tuy đã trở thành tù nhân của người khác, nhưng Thiệu Minh Phi vẫn mạnh miệng. Trương Dương nói, cô muốn nói gì thì nói, chuyện không căn cứ. Kẻ ngốc mới chịu tin, à,
cô bảo tôi nên đưa cô cho cảnh sát hay là thông chi cho Tiết tiên sinh nhà cô tới đây đón cô. Thiệu Minh Phi, nói Trương Dương, anh đừng làm quá tuyệt tình, nếu không cuối cùng mọi người đều không có lợi đâu. Trương đại quan nhân chậc chậc, hắn kéo Trần Tuyết sang một bên, nói khẽ, nữ nhân này vô cùng cổ quái, tôi dùng mê hồn thuật với cô ta nhưng vô dụng, chúng ta cần nghĩ biện pháp khiến cô ta ngoan ngoãn nói thật. Trần Tuyết nói, tôi đã gieo sinh tử phù trong cơ thể cô ta muốn không bị giày vò thì phải nói thật. Trương đại quan nhân mừng rỡ liên tục gật đầu, chỉ về phía thư phòng, tôi vào bên trong uống trà, hắn nói chuyện riêng với cô ta nhé. Trương đại quan nhân vào trong thư phòng, hắn nghĩ nghĩ, Thiệu Minh Phi hôm nay đã lọt vào tay mình thì không thể dễ dàng thả cô ta đi được, ít nhất phải làm rõ quan hệ của cô ta và Liễu Đan Thần. Không bao lâu sau thì liền nghe thấy ở bên ngoài Thiệu Minh Phi hét dầm lên, Trương đại quan nhân vội vàng chạy vào trong sân, liền thấy Thiệu Minh Phi tóc tai tán loạn đang lăn lộn trên mặt đất. Tâm tính của Trần Tuyết tuyệt đối hơn người ta một bậc, cho dù là nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của cô ta vẫn thản nhiên như không, cứ như tất cả không liên can tới mình. Trần Tuyết nói, hiện tại nói cho tôi biết mục đích cô tới đây là gì. Thiệu Minh Phi ôm đầu, mắt đầy tơ máu, mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo biến hình, cô ta buồn bã nói, cô giết tôi đi. Trần Tuyết nói, thứ được gieo trong cơ thể tên là sinh tử phù, tên như ý nghĩa, một khi bị gieo sinh tử phù này thì trong một ngày sẽ hiểu được tư vị của sinh tử lưỡng trọng thiên. Loại tư vị này thật sự là quá khó chịu, không chỉ đau đớn. Hơn nữa bên trong còn kèm theo cảm giác ngứa ngáy như bị ngàn con kiến bò trong xương, Thiệu Minh Phi trong lòng thầm bi ai, mình rốt cuộc đã phạm phải tội gì, sao lại gặp nhiều vận xui như vậy, đầu tiên là bị sư phụ hạ trảo phá mỹ nhân kiểm, hiện tại lại chúng sinh tử phù. Thiệu Minh Phi phát hiện mình thực sự đã xem thường vị tiểu cô nương này rồi, tâm địa của Trần Tuyết rất cứng rắn, thật sự là nằm ngoài ý liệu của cô ta. Xem ra bề ngoài và tâm địa của nữ nhân không phải thuộc cùng một đẳng số, thật ra bản thân Thiệu Minh Phi cũng chẳng phải như vậy ư. Thiệu Minh Phi ban đầu còn cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng cô ta rất nhanh liền phát hiện sinh tử phù so với bất kỳ một loại cổ độc nào thì còn đáng sợ hơn, cô ta không chịu nổi đau đớn, run giọng nói, tôi là đến tìm Liễu Đan Thần, tôi tưởng Trương Dương và Liễu Đan Thần thông đồng, cùng mưu đồ chuyện này. Trương Dương nói, quan hệ của cô và Liễu Đan Thần rốt cuộc là gì? Thiệu Minh Phi biết chuyện này không thể giấu được, chỉ có thể đáp cô ta. Cô ta là sư muội của tôi. Sư phụ của các cô là ai? Thiệu Minh Phi nói, hắn đã chết rồi. 3 năm trước đây sư phụ của chúng tôi đã qua đời. Trương Dương nói, nếu Liễu Đan Thần là sư muội của cô thì cô vì sao còn muốn hãm hại cô ta? Chương 2399, vận rủi liên tục kéo đến 2. Thiệu Minh Phi run giọng, tôi không hãm hại cô ta. Lúc trước người hạ cổ trong cơ thể anh chính là cô ta, về sau cô ta phát hiện nội lực của anh quá thâm hậu cho nên không thể khống chế được anh, cho nên quyết định xả thân gieo cổ, chỉ có thông qua phương thức này mới có thể hoàn thành chủng lô chi thuật. Tôi chỉ là người trợ giúp. Trương Dương nói, cô 3 lần 7 lượt lừa gạt tôi, không ngờ còn không biết xấu hổ nói là cô đang giúp. Tôi và hai người không cừu không oán, muốn đối phó tôi. Thiệu Minh Phi cắn môi. Đau đớn và cảm giác ngứa ngáy khiến mũi của cô ta không ngừng phập phồng, cô ta kêu rên, tha cho tôi. Chỉ là có người cho tôi tiền bảo tôi làm như vậy. Ai? Thiệu Minh Phi nói, người thuê là một nữ nhân, tôi cũng không biết thân phận chân chính của cô ta. Ai? Tôi không chịu nổi nữa rồi, không chịu nổi nữa rồi. Thiệu Minh Phi ôm đầu, hận không thể đâm đầu vào tường cho chết tươi. Trần Tuyết và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thấy lời của Thiệu Minh Phi quả thực có chỗ có thể tin. Thiệu Minh Phi cho dù dưới loại tình huống này vẫn không khai ra sư phụ, cô ta không dám nói, nếu như làm lộ sư phụ, chỉ sợ kết cục của cô ta càng thêm thê thảm. Trần Tuyết đi tới nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, Thiệu Minh Phi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lập tức tất cả cảm giác đau đớn biến mất, cô ta bối rối mở to hai mắt, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Trương Dương nói, cô nhớ kỹ. Về sau còn dám làm ra chuyện nằm vào tôi thì tôi quyết không tha cho cô đâu. Thiệu Minh Phi liên tục gật đầu, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, trước tiên cứ rời khỏi nơi này đã rồi tính. Trần Tuyết nói, trong 3 năm chỉ cần cô giữ đúng bổn phận thì tôi tất nhiên sẽ giải sinh tử phù trong cơ thể cô, còn nữa, cổ độc trong cơ thể Trương Dương cô chắc có phương pháp giải trừ chứ hả? Thiệu Minh Phi lắc đầu, môn công phu này của chúng tôi chú trọng cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Cổ độc do sư muội tôi hạ thì phải do tự cô ta giải trừ, nếu cô ta xảy ra chuyện thì chỉ sợ hắn cả đời này cũng không có thuốc nào cứu được.
Trương đại quan nhân lại nói, cô ở bên cạnh Tiết Thế Luân có phải còn có mục đích khác hay không? Thiệu Minh Phi nói, không, tôi là vì tiền. Trương Dương biết nữ nhân này giỏi nói dối, có điều trong nhất thời cũng không phân biệt được câu nào cô ta là thật, câu nào là giả, dù sao Trần Tuyết cũng đã gieo sinh tử phù trong cơ thể cô ta, chắc cô ta về sau cũng dám dở trò gì. Thiệu Minh Phi lắp bắp, tất cả những gì tôi biết đều đã nói rồi, hiện tại có thể thả tôi đi được không? Trần Tuyết nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương gật đầu, cô đi đi, chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai đâu đấy. Thiệu Minh Phi vội vàng bò dậy đi, cô ta thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Rời khỏi Hương Sơn biệt viện rất xa, Thiệu Minh Phi mới dám quay lại nhìn, nhớ tới tư vị đau khổ vừa rồi, cô ta lòng còn sợ hãi, từ tình huống dò hỏi vừa rồi của Trương Dương cho thấy, sư muội chắc không phải ở trong tay bọn họ, cô ta nên về hồi bẩm sư phụ như thế nào đây? Chuyện hôm nay rốt cuộc có nên bẩm báo chi tiết hay không? Lúc Thiệu Minh Phi trong lòng đang mâu thuẫn thì bỗng nhiên nghe thấy có giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến, cô có phải đang rất sợ hay không? Thiệu Minh Phi hét lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ nhân áo đen đang đứng trên nhánh cây ở đỉnh đầu cô ta, lúc ban đầu cô ta còn tưởng rằng là Trần Tuyết đuổi theo, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của nữ nhân đó, lúc này màn đêm đã buông xuống, gió núi thổi áo đen của cô ta tung bay, giống như là quỷ. Thiệu Minh Phi sợ đến nỗi muốn hét toáng lên, nhưng nữ nhân áo đen đó thân hình thoáng động đã tới trước mặt cô ta, bàn tay phải lạnh như băng tóm cổ họng cô ta, khiến cô ta không thể phát ra tiếng. Đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Thiệu Minh Phi, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Thiệu Minh Phi tự cho là võ công không tồi, nhưng hôm nay liên tục bị làm nhục, thất bại thì không nói, nhưng cô ta dưới tay đối phương cơ hồ một hiệp cũng không chịu nổi, Thiệu Minh Phi trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cô ta ra sức chớp chớp mắt, ra hiệu với đối phương là mình sẽ không phản kháng, nữ tử áo đen ra tay như tia chớp, chế trụ huyệt đạo của cô ta, kẹp cô ta dưới nách, thoải mái như xách một con gà con. Thiệu Minh Phi dưới cơn hoảng sợ đã hôn mê bất tỉnh, cái này cũng đỡ mất công nữ tử áo đen đánh ngất cô ta khi cô ta tỉnh táo lại thì đầu tiên là nghe thấy tiếng nước chảy, dùng sức mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt là một mảng tối đen. Xì một tiếng, có người bật diêm, chiếu sáng địa động tối om này. Thiệu Minh Phi thuận theo ánh lửa nhìn lại, thấy nữ tử áo đen đang ngồi trên một tảng đá. Thiệu Minh Phi cả kinh kêu lên, cô là ai? Vì sao muốn bắt tôi tới đây? Giọng nói của cô ta vang vọng trong động, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc thở dài, chị cũng tới đây à? Thiệu Minh Phi nghe ra giọng nói đó rõ ràng là của sư muội Liễu Đan Thần, theo tiếng nhìn lại, Liễu Đan Thần quả nhiên cũng đang ở chỗ này. Dưới cơn hoảng sợ chẳng buồn che giấu quan hệ giữa họ, Thiệu Minh Phi nói, sư muội. Thế này là sao? Cô ta vì sao muốn bắt chúng ta? Nữ tử áo đen nói, thì ra hai người là đồng môn, chẳng trách đều là cao thủ dụng cổ. Thiệu Minh Phi và Liễu Đan Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra vẻ hổ thẹn, đến giờ họ đã biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hai chữ cao thủ này không phải bất kỳ ai cũng có thể xứng đáng. Thiệu Minh Phi nói, cho muốn chúng tôi làm gì? Nữ tử áo đen nói, tôi và các cô không có quan hệ gì, muốn trách thì đi mà trách Trương Dương. Thiệu Minh Phi giờ đã hiểu nữ tử áo đen này nhất định là cựu nhân của Trương Dương, mình có thể là bị vạ lây rồi, vội vàng giải thích, tôi không có quan hệ gì với Trương Dương, tôi hận hắn còn không kịp nữa là, tôi không có tác dụng gì đối với cô cả. Nữ nhân áo đen cười ha ha, nói, gan của cô còn không bằng sư muội của cô. Tôi bắt cô ta tới đây là bởi vì cô ta là nữ nhân của Trương Dương, còn là người duy nhất trên đời này có thể khống chế Trương Dương, hắn tuy rằng không quan trọng bằng cô ta. Nhưng nếu như tôi không nhìn lầm thì vừa rồi cô đã bị Trần Tuyết hạ sinh tử phù. Khuôn mặt của Thiệu Minh Phi trở nên tái nhợt, thật ra khi Trần Tuyết chế trụ cô ta đã thấy bóng đen chợt lóe, lúc ấy trên mặt đã biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Trần Tuyết cũng phát hiện biến hóa vẻ mặt của cô ta, cũng bởi vậy mà đoán ra gì đó, có điều cho dù là với thân thủ của Trần Tuyết cũng không thể kịp thời phát hiện ra sự tồn tại của nữ tử áo đen này, chỉ từ chuyện này cũng cho thấy, võ công của nữ tử áo đen chắc hơn cả Trần Tuyết. Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Phi vội vàng thổ lộ, cô nếu đã nhìn thấy thì nên biết bọn họ là cựu nhân của tôi, lập trường của tôi và cô giống nhau, chúng ta không phải kẻ địch, chỉ cần cô nguyện ý thì tôi có thể hợp tác với cô. Chương 2400, vận rủi liên tục kéo đến 3. Nữ tử áo đen lạnh lùng nói, cô xứng ư, cô đối với tôi mà nói thì giá trị chỉ ở chỗ sinh tử phù, từ trên người cô tôi có lẽ có thể tìm hiểu được bí mật của sinh tử phù. Cô ta đi tới. Lông tơ của Thiệu Minh Phi dựng đứng, mình ở trong mắt của cô ta không ngờ chỉ là thí nghiệm phẩm mà thôi,
Cô ta cả kinh, cô muốn làm gì? Nữ tử áo đen tóm lấy cổ tay cô ta, một cỗ nội kình cực lạnh tống vào bên trong kinh mạch của cô ta. Nội tức tới tứ chi giống như bị đông cứng, Thiệu Minh Phi sợ đến nỗi liên tục hét lên, nữ nhân áo đen này thấy phiền, liền chế trụ á huyệt của cô ta. Liễu Đan Thần tuy rằng trong lòng rất hận Thiệu Minh Phi, nhưng khi cô ta nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi động lòng trắc ẩn, nói khẽ cô sao phải làm khó cô ta. Nữ tử áo đen, cô tốt nhất lo cho tính mạng của mình đi. Trương Dương và Trần Tuyết không biết việc Thiệu Minh Phi mất tích, sau khi Trương Dương cân nhắc thì nói cho Tiết Vĩ Đồng chuyện Thiệu Minh Phi chạy đến Hương Sơn biệt viện, trong mắt hắn nữ nhân Thiệu Minh Phi này khá nguy hiểm, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho an toàn của Tiết Vĩ Đồng, về phần quan hệ thực sự của cô ta và Tiết Thế Luân thì Trương Dương cũng không rõ lắm, nhưng hắn cho rằng cũng sẽ không đơn giản là nưu tài. Tiết Vĩ Đồng sau khi nghe nói thì cũng giật mình, cô ta đáp ứng Trương Dương sẽ không nói với cha quá nhiều chi tiết. Nhưng cô ta cũng phải nhắc nhở cha mình một chút, để tránh cha bị lừa. Trương Dương dặn dò Tiết Vĩ Đồng, cố gắng nói bóng nói gió, điều tra rõ Tiết Thế Luân và Thiệu Minh Phi quen nhau như thế nào. Tiết Thế Luân gần đây thích một mình đứng ở trong thư phòng, trầm mặc không có nghĩa là y sẽ vĩnh viễn chán nản, y đang mưu đồ bí mật một kế hoạch toàn diện, không ra tay thì thôi, đã ra thanh là phải trừ hết cái đinh trong mắt, phải đánh gục tất cả bọn họ. Từ tiếng gõ cửa y biết là con gái tới. Sau được y đáp ứng, Tiết Vĩ Đồng bước vào. Tiết Thế Luân ngồi dưới đèn, đèn khiến tóc mai đã hoa râm của y ánh lên, thân là con gái, Tiết Vĩ Đồng có thể nhận thấy được trong khoảng thời gian này cha đã già đi rõ ràng. Vẫn chưa ngủ à, Tiết Thế Luân nói khẽ. Tiết Vĩ Đồng gật đầu, cha, con có một số việc muốn bàn với cha. Tiết Thế Luân không khỏi bật cười, nghiêm túc thế, đồng đồng của cha từ lúc nào trở nên nghiêm túc như vậy? Tiết Vĩ Đồng nói cha. Con nói nghiêm chỉnh với cha mà, cha có thể nghiêm túc chút không? Tiết Thế Luân cố ý nghiêm mặt, đã đủ nghiêm túc chưa? Tiết Vĩ Đồng kéo ghế ngồi xuống đối diện y, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, con là muốn nói chuyện với cha về Thiệu Minh Phi. Tiết Thế Luân vừa nghe là chuyện này thì lập tức lắc đầu, chuyện cá nhân của cha con đừng quan tâm, nên làm như thế nào thì trong lòng cha hiểu rõ. Cô ta là người mưu cha có biết không? Tiết Thế Luân nghe vậy thì ngẩn ra. Y quen Thiệu Minh Phi cũng không phải quá ngắn, nhưng y vẫn luôn cho rằng Thiệu Minh Phi là người Hán, không khỏi cười nói, người Miêu thì sao? Tóm lại là người Trung Quốc thì được, con nên cảm thấy may mắn, cha không tìm một cô gái tây tóc vàng mắt xanh làm bạn gái. Tiết Vĩ Đồng nói, đoạn thời gian gần đây con vẫn luôn đang điều tra cô ta. Tiết Thế Luân cười nói, cha biết, con còn tìm Trương Dương giúp, làm ra vụ đua xe gì đó. Chuyện các con làm cha đều biết cả. Cô ta trời xanh lẳng lơ, bám dính lấy Trương Dương cha biết không? Tiết Thế Luân nói, cô ta thích thế nào thì kệ, cha cũng đâu định kết hôn với cô ta, con cứ yên tâm, cha sẽ không đi tìm mẹ kế cho con đâu. Nói tới đây trong lòng Tiết Thế Luân không khỏi đau xót, y nhớ tới Trương Bích Quân, nguyện vọng lớn nhất cả đời này của Trương Bích Quân chính là được gả cho y, làm vợ y, nhưng cuối cùng không được như ý nguyện, nếu như nói trên đời có một nữ nhân xứng với mình thì chính là cô ta. Con còn tra được. Cô ta thuộc một môn phái kỳ quái, có quan hệ sư tỉ muội với Liễu Đan Thần của Viện Kinh Kịch. Mày Tiết Thế Luân nhăn lại, những lời này của con gái đã dẫn tới sự coi trọng của y, y tuy rằng biết Thiệu Minh Phi không đơn giản như vậy, giữ cô ta lại bên người không chỉ thích sắc đẹp của cô ta, quan trọng hơn là muốn thông qua cô ta để đến tìm người sau lưng, nhưng không ngờ Thiệu Minh Phi quen biết với Liễu Đan Thần, còn tồn tại quan hệ phức tạp như vậy, nếu như họ là đồng môn. Như vậy Liễu Đan Thần xuất hiện trên thọ yến của cha y có lẽ không phải ngẫu nhiên, ám sát lúc ấy nhằm vào mình chẳng lẽ là do âm mưu của họ. Ngón tay của Tiết Thế Luân giao nhau, nói khẽ con từ đâu mà biết. Cha đừng quản con làm sao mà biết, tóm lại con là con gái cha thì không bao giờ lại lừa cha, cha đã bao giờ nghe chuyện gieo cổ của người Miêu chưa? Thiệu Minh Phi chính là cao thủ dùng cổ, con thấy cha nên đi kiểm tra cơ thể, xem có bị nữ nhân này hạ mê hồn cổ. Cho nên cha mới mê luyến cô ta như vậy hay không? Tiết Thế Luân hiểu rõ bản thân y đối với Thiệu Minh Phi không phải là mê luyến, trên thế giới này căn bản không có nữ nhân nào có thể khiến y mê luyến, y nói khẽ con còn biết gì nữa. Tiết Vĩ Đồng nói, chỉ từng đó thôi, cha, sau lưng Thiệu Minh Phi nhất định có người đang sai khiến, mục đích cô ta tiếp cận cha không chỉ là vì tham tiền, có thể còn có âm mưu khác, cha không thể tiếp tục quan hệ với cô ta nữa, phải giao sắc chặt đay rối. Phải rời khỏi nữ nhân này thật xa. Tiết Thế Luân gật đầu, đứng dậy, tới bên cạnh con gái, vỗ vỗ vai cô ta rồi nói, Vĩ Đồng, tóm lại con cứ yên tâm,
cha sẽ không dễ dàng bị người ta lừa như vậy đâu, cha đáp ứng con, lập tức sẽ chia tay cô ta. Tiết Vĩ Nồng cảm thấy mỹ mãn đứng lên, cô ta nói với cha, cha, đã khuya rồi, cha mau đi nghỉ đi. Tiết Thế Luân đột nhiên nói, cô ta và Trương Dương rốt cuộc đã tới mức nào rồi? Tiết Vĩ Nồng nói, giữa bọn họ không có gì cả, nữ nhân này cứ quấn lấy Trương Dương, nhưng tam ca của con căn bản không thức nữ nhân lẳng lơ như vậy. Tiết Thế Luân bật cười, ý con là tầm mắt của cha rất kém. Tiết Vĩ Nồng thè lưỡi, tầm mắt của cha thế nào thì tự mình cân nhắc đi. Cô ta nói xong thì nhẹ nhàng bước đi. Tiết Thế Luân đóng cửa phòng lại, trở lại vị trí của mình rồi ngồi xuống, nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại gọi số của Thiệu Minh Phi, di động của Thiệu Minh Phi ở trong trạng thái tắt máy. Tiết Thế Luân lắc đầu, đang nghĩ xem có nên gọi tới chỗ ở của cô ta hay không thì có điện thoại gọi vào. Alo. Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp và khàn khàn, An Đức Minh đang ở trong tay tôi. Tiết Thế Luân nói, rất tốt, anh cuối cùng cũng có thể báo thù rửa hận rồi. Vẫn chưa đủ, hắn nói lão già chết tiệt đó để lại một khoản tiền lớn. Tiết Thế Luân nói, đó là chuyện của An gia các anh. Khoản tiền này không phải để lại cho hắn, cũng không phải cho An Đức Uyên, tôi nghĩ chắc là ở trong tay An Ngữ Thần. Tiết Thế Luân nói, anh muốn làm như thế nào? Tôi muốn cô ta trở về, từ chỗ cô ta nhất định có thể tìm về khoản tiền này. Tiết Thế Luân nói khẽ, đừng làm phức tạp như vậy. An Đạt Văn đang tìm khoản tiền này, tài vụ của An gia xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, anh không phải muốn đối phó với An Đạt Văn ư. Phải cản hắn có được khoản tiền này. Tiết Thế Luân nói, xem ra anh đã có kế hoạch rồi. Đối phương bật cười ha ha, sau đó thì vang lên hai tiếng súng nặng nề, tiếng súng qua đi, hắn nói khẽ cha chết. Con gái nói sao cũng sẽ trở về, chỉ cần cô ta bước vào đất Hong Kong thì chúng tôi sẽ có cơ hội. Sự mất tích của Thiệu Minh Phi không hề dẫn tới chú ý quá lớn, Tiết Thế Luân sau khi có được mấy tin tức từ chỗ con gái thì rất đề phòng nữ nhân này, cho rằng có thể là con gái mình không cẩn thận để lộ phong thanh, Thiệu Minh Phi biết chuyện đã bại lộ cho nên bro trốn. Mà trong mắt Trương Dương thì Thiệu Minh Phi càng như là đang chạy án, và lại cô ta sống hay chết Trương Đại Quan Nhân cũng không quan tâm. Nhưng đối với chuyện của Liễu Đan Thần thì tâm tính của Trương Dương rõ ràng có chút chuyển biến, không nói đến Liễu Đan Thần và hắn đã phát sinh tình một đêm, chỉ cần đứa con trong bụng Liễu Đan Thần thôi cũng đã đủ để Trương Đại Quan Nhân nóng ruột nóng gan rồi. Gần đây chuyện Trương Đại Quan Nhân cần quan tâm thật sự không ít, Tần Manh Manh vẫn ẩn thân ở chỗ Sử Thương Hải, tạm thời không có nguy hiểm gì, Trương Dương bên này đã khởi động trình tự khống cáo Tần Chấn Đường, cái này gọi là lấy công thay thủ. Có điều Trương Dương cũng hiểu rõ để Tần Manh Manh ở lại chỗ của Sử Thương Hải cũng không phải là kế lâu dài, hắn đặc biệt mời Sử Lão Gia Tử uống trà, một là để biểu đạt lòng biết ơn Sử Lão Gia Tử đã trượng nghĩa viện thủ, thứ hai là hỏi một chút tình huống mấy ngày nay. Chương 2401, vận rủi liên tục kéo đến 4. Sử Thương Hải uống ngụm trà rồi nói khẽ, cô ta ở chỗ tôi chắc không sao, không có sự phân phó của tôi thì không ai dám đến tiểu viện của tôi cả. Trương Dương gật đầu, đa tạ lão gia tử đã viện thủ, chờ tôi nghĩ ra biện pháp ổn thỏa sẽ mau chóng an bài cho cô ta rời khỏi. Sử Thương Hải không biết Tần Manh Manh rốt cuộc là ai, nhưng ông ta tin chuyện Trương Dương nhờ ông ta chắc chắn sẽ không sai. Từ những lời này của Trương Dương có thể biết, ít nhất trước mắt Trương Dương vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết chuyện này. Sử Thương Hải đề nghị, có một số chuyện trong mắt tôi thì rất khó, nhưng đối với người khác lại rất đơn giản. Ông ta là đang uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương phải biết lợi dụng quan hệ, bối cảnh của Trương Dương ông ta hiểu rất rõ, Phó Thủ tướng Văn là cha nuôi của hắn, mà quan hệ của hắn và Kiều gia cũng rất tốt, nếu như Trương Dương có thể thuyết phục bất kỳ một ai ra mặt cho hắn. Chắc hẳn bất kỳ nan đề nào cũng đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Trương Dương nói, những việc nhỏ này tự rồi có thể giải quyết. Hắn cũng không phải là chưa nghĩ tới tìm người giúp, nhưng chuyện của Tần Manh Manh vô cùng mẫn cảm. Hà Trường An trước mắt liên quan tới rất nhiều mục phạm tội kinh tế, Văn Quốc Quyền thì đang ở thời khắc tranh cử mấu chốt, người khác ước gì có thể tóm lấy thóp giữa y và Hà Trường An, nếu như Văn Quốc Quyền hỏi đến chuyện này, một khi lộ ra ngoài thì tất nhiên sẽ trở thành lý do để người ngoài công kích y, mà Kiều Lão, Trương Dương cũng không thích hợp làm phiền ông ta. Đã rời khỏi chính đàn rồi, việc gì phải để lão nhân ra gặp thêm một hồi phong ba. Trương Dương nghĩ đến Saddam, lần trước hắn từng Tần Manh Manh, nói ra cũng lạ. Càng muốn tìm ai thì lại càng không thể tìm được, Trương Đại Quan Nhân mấy ngày nay gọi điện thoại cho hắn mà Thủy Chung không nối được, gọi tới văn phòng bang New York mới biết thằng cha này đang nghỉ phép, chạy đến Hawaii hưởng ánh mặt trời rồi. Mỗi lần nhìn thấy Trương Dương,
Sử Thương Hải đều muốn thuyết phục hắn phát dương quang đại một thân võ công thần hồ kỳ kỹ này, lần này cũng không ngoại lệ. Hàn huyên hai câu lại quay về đề tài này, Trương Dương cười nói, hiện tại võ công đã trở nên không còn quan trọng nữa, võ công lợi hại tới mấy trước vũ khí công nghệ cao thì cũng thành không chịu nổi một kích. Không phải nói những lời chán nản, đừng nhìn những người luyện võ chúng ta trên quyền cước thì uy phong. Nhưng nếu có một viên đạn bay tới thì chúng ta trốn cũng không kịp. Sử Thương Hải nói, võ học Trung Hoa không chỉ có thể cường thân kiện thể mà còn là một loại văn hóa, tôi cảm thấy những võ giả chúng ta đều nên truyền thừa nó xuống. Không dám nói nhất định phải phát dương quang đại, nhưng tận lực đừng để những võ công này thất truyền mới được. Trương Dương nói, về dạy dỗ đồ đệ thì không phải cường hạng của tôi. Tôi không bằng lão gia tử ngài, đạo lý khắp thiên hạ. Đệ tử trong môn của Sử Thương Hải không tới trên vạn thì cũng phải tới 8.000, trước đây điều này cũng từng là niềm kiêu ngạo của ông ta, nhưng hiện tại nhìn lại thì bên trong cũng không thiếu điều thiếu sót. Lúc trước bởi vì Trương Dương đánh nhau với môn hạ đệ tử, hắn trước sau trục xuất hai vị đệ tử ra khỏi môn, Kiều Bằng Phi là một người trong đó, về sau đã thay đổi triệt để, một lần nữa được ông ta thu vào môn hạ, mà Hùng Khai Loan từ sau khi rời đi cho tới bây giờ vẫn chưa về, nhớ tới việc này Sử Thương Hải không khỏi cảm khái ngàn vạn. Thở dài, có những lúc thu nhiều môn đồ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, trong đám đệ tử này của tôi thực sự có thể truyền thừa bát quái môn. Ai, Sử Thương Hải chưa nói xong đã thở dài, đề tài này rõ ràng khiến ông ta có chút mất mát. Trương Dương nói, anh Hào Huynh và Kiều Bằng Phi đều là người có tài. Sử Thương Hải nói, thiên phú của anh Hào chỉ có thể nói là bình thường, hắn có thể có được thành tựu hiện tại cũng là hiếm có rồi, cái này cũng nhờ sự cố gắng không ngừng của hắn. Nhưng võ công chi đạo cuối cùng vẫn phải chú trọng tới ngộ tính, tôi thấy ó đã đến cực hạn rồi, muốn để thăng nữ thì đã khó càng thêm khó. Ông ta tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói, về phần Bằng Phi, thiên phú của hắn là xuất sắc nhất trong các đệ tử của tôi, đáng tiếc hắn không thể chuyên tâm, hiện tại đã tiến nhập quan trường nên càng phớt lờ luyện võ, tôi thấy hắn đang là đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Trương Dương nói, lão gia tử có thể chép lại tâm đắc võ công của ngài để truyền xuống. Cho dù là ở đời sau không tìm thấy đệ tử lý tưởng, nhưng sau nữa thì chưa chắc không có môn đồ thiên phú xuất chúng. Sử Thương Hải nói, không giấu gì anh, tôi vẫn luôn đang làm việc này, từ sau khi lão hữu Tào Tam Pháo của tôi qua đời, tôi nhìn thấy thực đơn mà ông ta lưu lại, cũng nghĩ tới ghi chép lại, hiện tại đã viết được 7-8 phần rồi, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn. Trương Dương mỉm cười nói, vì sao lại mâu thuẫn? Sử Thương Hải nói, lão Tào lúc qua đời bởi vì thực đơn đó mà dẫn tới phân tranh, anh còn nhớ không? Trương Dương tất nhiên nhớ rõ, bởi vì Tào Tam Pháo truyền thực đơn cho Cố Dưỡng Dưỡng, cho nên làm cho môn hạ đệ tử bất mãn, xảy ra một trận phong ba, Sử Thương Hải băn khoăn chắc là vì đệ tử của ông ta quá đông, nếu như tâm đắc võ công này truyền cho người không thể phục chúng thì thế tất sẽ khiến cho các đệ tử bất mãn, không khéo còn tạo ra một hồi phân tranh lớn hơn so với của Tào Tam Pháo. Trương Dương nói, thật ra anh Hào Huynh là nhân tuyển tốt nhất. Sử Thương Hải lắc đầu nói, nó không được, tôi lo nó sẽ giữ làm của riêng, con trai của mình thì mình đương nhiên là hiểu nhất. Sử Thương Hải biết con trai đối với theo đuổi võ học gần như là si mê, nếu như truyền lại phần tâm đắc này cho hắn, hắn rất khó chia sẻ với người khác, cuối cùng khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm thất truyền. Sử Thương Hải nói, tôi vốn muốn giao cho Bằng Phi, chỉ lo hắn chưa chắc đã quý trọng. Trương Dương nói, giao cho hắn cũng không phải là không thể, cho dù hắn không thể dốc lòng tu luyện, nhưng với sự kính trọng của hắn đối với ngài, ngày sau tự nhiên sẽ không phụ trọng thác của ngài, sẽ tìm một nhân tuyển thích hợp trong bát quái môn để truyền thừa. Sử Thương Hải nói, Trương Dương, tôi có yêu cầu quá đáng, anh có thể giúp tôi giám sát việc này hay không? Trương Dương lập tức minh bạch ý tứ của ông ta, Sử lão gia tử không phải không yên tâm đối với Kiều Bằng Phi, mà là không yên tâm đối với môn hạ khác của mình. Hắn cười nói, lão gia tử, chuyện của ngài chính là chuyện của tôi. Được Trương Dương hứa, Sử Thương Hải đã giải quyết xong một tâm sự, đúng vào lúc ông ta dùng trà thay rượu tỏ lòng biết ơn với Trương Dương, thì đột nhiên có đệ tử đầu đầy mồ hôi chạy tới. Sử Thương Hải không có di động, nhưng ông ta hôm nay trước khi tới đây đã nói với con trai là mình sẽ đi đâu, cho nên môn hạ đệ tử mới có thể ngay lập tức tìm được ông ta. Đệ tử đó hổn hển nói, sư phụ, xảy ra việc lớn rồi. Sử Thương Hải trừng mắt lườm hắn một cái, có chuyện gì mà khiến mày hốt hoảng thế hả? Nhiều năm như vậy tu luyện uổng phí cả rồi ư? Đệ tử đó khó khăn lắm mới thở bình thường lại được, sư phụ. Trong nhà có trộm. Sử Thương Hải nghe vậy thì chấn động, chẳng những ông ta giật mình, Trương Dương ở bên cạnh sắc mặt cũng biến đổi,
Đầu tiên nghĩ đến Tần Manh Manh, chuyện này chắc không phải là nhằm vào Tần Manh Manh chứ. Sử Thương Hải nói, anh nói rõ ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử đó nói, sư phụ, người không cần phải lo lắng, đã bắt được kẻ trộm rồi, chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là bắt được hai người. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy liền hô hỏng rồi, chẳng lẽ bắt cả Tần Manh Manh? Hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng là vì Sử Thương Hải ở bên cạnh, hắn cũng không tiện lên tiếng hỏi. Sử Thương Hải trầm giọng nói, hiện tại đang ở đâu? Đệ tử đó nói, đại sư huynh báo cảnh sát rồi, trước mắt cảnh sát đang xử lý. Sử Thương Hải tức giận nói, hắn gấp cái gì? Vì sao không hỏi ý kiến của ta? Trương Dương lúc này mới hỏi, bị bắt là nam hay là nữ? Đệ tử đó nói, một nam một nữ, vốn không có sư tôn ra lệnh cho ta thì chúng tôi cũng không dám vào nơi ở của người, nhưng đột nhiên trong viện truyền đến tiếng thét chói tai của một nữ tử, cô ta hét lên có trộm, cho nên chúng tôi mới nghe tin chạy tới, bắt được một nam một nữ tử đó thì nói là khách của người, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe sư tôn nhắc tới cả. Để giữ bí mật, Sử Thương Hải quả thực không nói với người khác chuyện của Tần Manh Manh. Thường ngày không có sự phân phó của ông ta thì không có bất kỳ ai dám tới tiểu viện mà ông ta ở, lần này cũng là âm xoa dương thác, khi ông ta xuất môn không ngờ có trộm lẻn vào, chuyện này 89 phần 10 là Tần Manh Manh phát hiện kẻ trộm, cho nên mới bất đắc dĩ lên tiếng cảnh báo, kết quả ngay cả chỗ ẩn thân của mình cũng bại lộ. Trương Dương thì quan tâm tới chuyện bọn họ đã báo cảnh sát, hắn lo lắng nhất chính là thân phận của Tần Manh Manh bại lộ, từ tình huống hiện tại cho thấy, cảnh sát khẳng định đã tham gia điều tra. Chỉ mong bọn họ vẫn chưa phát hiện thân phận của Tần Manh Manh. Sử Thương Hải quyết định thật nhanh, đi, chúng ta giờ đi về. Trương Dương đề nghị, hay là gọi điện thoại xem anh Hào Huynh xử lý như thế nào rồi. Sử Thương Hải gật đầu, tiếp lấy điện thoại Trương Dương đưa gọi cho con trai. Sử anh Hào nhận được điện thoại thì lập tức nói cha đừng lo, người chúng con đã bắt được rồi, trước mắt vẫn chưa rời khỏi bát quái môn của chúng ta, cảnh sát đang tra hỏi ở hiện trường. Sử Thương Hải nói, cô gái đó là họ hàng xa của nhà chúng ta, à bắt cô ta làm gì, giờ tôi sẽ lập tức về. Trước khi tôi về không được cho bất kỳ ai dẫn cô ta đi. Sử Anh Hào trong lòng bực lắm, sao không biết có một bà con xa như vậy, hơn nữa cha có phải già tới hồ đồ rồi hay không? Thân thích tới mà lại thần bí giấu người ta đi. Chương 2402, Nghĩa Hiệp 1. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì giống như có lửa đốt. Đúng như câu nói người định không bằng trời định, bên này vẫn chưa an bài cho Tần Manh Manh đi thì đã gặp phải một chuyện xúi quẩy như vậy. Sử Thương Hải và Trương Dương nửa giờ sau chạy đến bát quái môn, tới trước cửa thì nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, bộ dạng không giống như là hương sư động chúng, Trương Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ tình huống chưa ác liệt như hắn tưởng tượng. Nhìn thấy trên xe cảnh sát viết chữ phân cục Tây Kinh, Trương Đại Quan Nhân không khỏi vui vẻ, nếu như là Vu Cường Hoa thì không tồi. Dù sao hắn và Vu Cường Hoa cũng quen biết đã lâu, hơn nữa Vu Cường Hoa còn là bạn học của Triệu Quốc Thành, chắc hẳn chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Bát quái môn thuộc phân cục Tây Kinh, rất khéo là hôm nay người tới đây điều tra cũng là Vu Cường Hoa, hắn đang ở bên trong tra hỏi, khi Sử Thương Hải và Trương Dương tới, Vu Cường Hoa vừa mới hỏi xong, hắn ra bên ngoài, trước tiên chào hỏi hai người. Ở trước mặt Sử Thương Hải đức cao vọng trọng, biểu hiện của Vu Cường Hoa khá khách khí. Hắn mỉm cười nói, Sử lão tiên sinh, ngài trước tiên xem có mất gì không đã. Sử Thương Hải nói, cháu gái tôi không sao chứ. Được người ta nhờ vả thì phải làm, lão gia tử hiệp can nghĩa đảm, xảy ra loại chuyện này, ông ta không lo mất gì cả, chỉ sợ phụ sự ủy thác của Trương Dương. Vu Cường Hoa nói, lão tiên sinh, cô ta là cháu gái của ngài à. Mặt Sử Thương Hải lộ vẻ không vui, tông chủ một phát không giận mà tự uy còn sai được ư. Vu Cường Hoa nói, lão tiên sinh, tôi không có ý hoài nghi ngài, nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi nắm giữ được thì cô ta là Hà Vũ Mông, là tội phạm bị truy nã quan trọng trong nội bộ hệ thống chúng tôi. Sử Thương Hải tức giận nói, có ý gì? Anh tới bắt cướp hay là đến tra hộ khẩu, tôi nói cô ta là cháu gái tôi thì chính là cháu gái của tôi. Sử Thương Hải đến bây giờ mới biết nữ hài tử Trương Dương đưa tới tên là Hà Vũ Mông, còn là tội phạm truy nã. Nhưng chuyện lão gia tử đã đáp ứng người ta thì bất kể như thế nào cũng làm tới cùng, ông ta mặc kệ Hà Vũ Mông đã làm gì. Đây cũng không phải là lão gia tử chẳng phân biệt được thị phi, mà là vì ông ta tin Trương Dương sẽ không hại mình. Trương Dương nói, Vu đại đội,
lời này của anh tôi có chút không rõ, Hà Vũ Mông là người Hoa quốc tịch Mỹ, cô ta không có tiền án gì. Tôi là bằng hữu của cô ta, tôi có thể chứng minh. Phu Cường Hoa nói, hai vị đừng gấp, tôi đến để giải thích với hai người, hôm nay khi Sử lão tiên sinh xuất môn tiếp khách. Có kẻ trộm lẻn vào trong viện, nơi hắn ra tay là thư phòng của lão gia tử, trộm một bản thảo của lão gia tử, trong quá trình ăn trộm, bị Hà tiểu thư này phát hiện. Cô ta đẻ ngăn cản kẻ trộm mà kêu la, cũng bởi vậy mà bị một vết thương nhẹ. Trương Dương trong lòng cả kinh, cô ta bị thương à? Phu Cường Hoa nói, không tính là quá nghiêm trọng, lão gia tử vừa rồi nói cô ta là cháu gái của ngài mà, nhưng toàn bộ bát quái môn từ trên xuống dưới không ai biết cô ta, một cảnh sát của chúng tôi có ấn tượng với cô ta, phát hiện cô ta và nghi phạm Hà Vũ Mông mà chúng tôi gần đây muốn tìm có bộ dạng giống nhau như đúc. Trương Dương nói, Phu đại đội, anh ra đây, tôi có mấy câu muốn nói riêng với anh. Phu Cường Hoa rất nể mặt Trương Dương, đi tới một chỗ vắng, Trương Dương nói, hôm nay anh là tới bắt trộm, nếu trộm đã bắt được rồi thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Phu Cường Hoa nói, tôi minh bạch ý của anh, nhưng hiện tại nội bộ của chúng tôi đã được phân phát tư liệu về cô ta, anh đây là bảo tôi làm trái pháp luật. Trương Dương nói, pháp luật cũng không ngoài nhân tình, hơn nữa anh tính toán gì với một nữ nhân vô tội. Phu Cường Hoa nói, Trương Dương, anh chắc không hiểu tôi rồi. Trương Dương nói, tôi hiểu, tôi cũng tin cách làm người của anh là cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, nhưng anh căn bản không biết tình huống, anh biết ai là trung, ai là gian không? Phu Cường Hoa nói, tôi sẽ điều tra rõ. Trương Dương nói, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, cô ta là người tốt, hiện tại có người đang muốn hãm hại cô ta, trận hỏa hoạn ở Lục Giã Vương Đình là có người phóng hỏa, bối cảnh của những người đó rất cường đại, bọn họ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với một nữ nhân. Anh chẳng lẽ không nhìn ra trong đây tồn tại vấn đề ư? Phu Cường Hoa nói, vụ án đó không phải là tôi quản, vừa rồi chúng tôi đã thông báo chuyện của cô ta rồi, rất nhanh sẽ có người tới đây tiếp nhận chuyện này. Trương Dương vừa nghe vậy thì lập tức nổi giận, Phu Cường Hoa, anh đây là không nể mặt tôi. Phu Cường Hoa nói, không gì hơn được pháp lý cả. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát đã vang lên, từ tiếng còi cảnh sát liên tiếp cũng biết được xe cảnh sát tới không ít. Sắc mặt của Trương Dương thay đổi. Phu Cường Hoa thở dài, Trương Dương, chuyện này tôi thực sự không giúp được anh, có điều tôi sẽ theo vào chuyện này, chỉ cần cô ta trong sạch thì tuyệt đối sẽ không bị đổ oan. Trương Đại Quan Nhân cười lạnh, không phải tức Phu Cường Hoa dù sao cũng là tận với chức trách. Ngoài cửa có hơn 10 cảnh sát đi vào, dẫn đội là Khưu Hồng Hỷ, Trương Đại Quan Nhân và hắn cũng được cho là quen biết đã lâu, ở Lục Giã Vương Đình đã gặp nhau một lần. Hơn nữa hắn cũng là một trong những đối tượng bị Trương Dương khởi tố. Khưu Hồng Hỷ nhìn thấy Trương Dương thì mặt lộ vẻ đắc ý, hắn gật đầu, đồng chí Trương Dương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vừa rồi trong điện thoại đã chứng minh Vu Cường Hoa đã tìm được Hà Vũ Mông, hắn nghĩ thầm Trương Dương anh bây giờ còn gì để nói nữa. Không phải nói Hà Vũ Mông đã bị chết cháy rồi ư. Nói dối với cảnh sát chúng tôi, không ngờ còn khởi tố tôi làm việc thiên tư, hiện tại thóp bị tôi nắm trong tay rồi. Tôi ít nhất cũng phải tố anh gây trở ngại công vụ. Trương Đại Quan Nhân nhìn hơn 10 cảnh sát phía sau Khưu Hồng Hỷ, lên tiếng châm chọc, Khưu cảnh quan, trận trưởng hôm nay hình như có chút chưa đủ, chỉ bằng vào hơn 10 người các anh thì chỉ sợ có chút thế đơn lực cô. Khưu Hồng Hỷ cười ha ha, nói, đồng chí Trương Dương, chúng tôi hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không đánh trận không chắc thắng. Hắn ghé vào tai Trương Dương rồi nói khẽ, bên ngoài có 200 chiến sĩ võ cảnh, anh tốt nhất phối hợp chút. Trương Đại Quan Nhân trợn mắt, điệc mẹ. Khưu Hồng Hỷ bị hắn phun hết cả nước miếng lên mặt, ngượng ngùng đi sang một bên, nói với Vu Cường Hoa, Vu đại đội, Hà Vũ Mông ở đâu? Vu Cường Hoa cầm bộ đàm bảo người bên trong đi ra, rất nhanh liền có cảnh sát dẫn Tần Manh Manh ra. Tần Manh Manh tuy rằng rơi vào khốn cảnh, nhưng biểu hiện vẫn cực kỳ kiên cường, nhìn thấy Trương Dương, cô ta cố nén nước mắt lắc đầu với Trương Dương, cô ta đang ra hiệu cho Trương Dương đừng. Trương Dương mỉm cười nói với Tần Manh Manh, đừng sợ, tất cả cứ để anh. Nghe thấy những lời này của Trương Dương, Tần Manh Manh rốt cuộc không khống chế được tình cảm của mình, nước mắt giống như sợi trâu đứt dây rơi xuống, cô ta không lên tiếng, tay phải đặt lên ngực mình, sau đó chỉ về phía Trương Dương, môi lặng lẽ thể hiện khẩu hình. Trương Dương đọc hiểu, cô ta đang nói anh yêu em. Tần Manh Manh biết cô ta rất muốn nói, có lẽ kiếp này không còn cơ hội để trực tiếp nói với Trương Dương những lời này. Bất kể hắn nghĩ như thế nào thì cô ta cũng phải nói. Mắt của Trương Đại Quan Nhân bởi vì nóng lên mà ửng đỏ,
mắt hổ nhìn mọi người chung quanh, khi đang muốn phát tác thì không ai ngờ Sử Thương Hải lão gia tử đột nhiên lao tới. Lão gia tử tuy rằng đã già, nhưng ra tay rất nhanh, sự cương mãnh của động tác hơn xa đa số người trẻ tuổi. Còn chưa nhìn thấy ông ta ra tay như thế nào thì ông ta đã đẩy hai cảnh sát áp giải Tần Manh Manh ra. Nói chính xác thì là búng, hai cảnh sát chỉ cảm thấy thắt lưng bị người ta vỗ nhẹ một trường, sau đó thì bay lên như đằng vân giá vũ. Xẹt qua đám người, nện mông xuống đất, có điều ngã không quá nặng. Sử Thương Hải tóm lấy cánh tay Tần Manh Manh rồi kéo cô ta ra phía sau mình, hai mắt bắn ra quang mang khiến người ta kinh sợ. Ông ta gằn từng chữ, muốn bắt người của bát quái môn tôi thì phải hỏi lão già này trước đã. Ngay cả Trương Dương cũng không ngờ đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy. Các đệ tử của bát quái môn thì quá sợ hãi, Sử Anh Hào cả kinh nói cha. Tuy rằng môn hạ đệ tử của bát quái môn rất đông, nhưng chuyện ngang nhiên đối kháng cảnh sát thì chưa bao giờ trải qua cả. Bên kia Khưu Hồng Hỉ có phản ứng đầu tiên, cảnh sát dưới tay đồng loạt rút súng, họng súng chĩa về phía Sử Thương Hải. Sử Anh Hào nhìn thấy cảnh sát dùng súng chĩa vào cha thì lập tức phát hỏa, lão tử cũng muốn xem ai dám đụng đến cha ta nào. Sử Thương Hải lại trừng mắt lườm con trai một cái, trong lòng mắng thầm, lão tử ở đây, thằng ôn mày cũng dám tự xưng là lão tử à, có điều đối với sự chính chức mà con trai biểu hiện ra vào thời khắc mấu chốt cũng thưởng thức không thôi. Sử Anh Hào là người đầu tiên đứng chắc trước mặt cha, mười mấy tên đệ tử của bát quái môn cũng xoẹt một cái xông lên, bảo vệ lão gia tử ở giữa. Nhất tề hét lớn, ai con mẹ nó dám động tới sư phụ chúng tôi sẽ liều mạng với người đó. Chương 2403, Nghĩa Hiệp 2. Khưu Hồng Hỉ nhìn thấy cảnh trước mắt thì cũng không khỏi run lên, hắn lớn tiếng đe dọa, các anh đang làm gì thế? Các anh biết mình đang làm gì không? Đây là tụ tập gây sự, muốn tạo phản ư? Sử Thương Hải lên tiếng, tất cả lui ra. Đây là chuyện của tôi, mọi người không được phép nhúng tay. Các đệ tử trước giờ luôn rất nghe lời, sư phụ lúc này lại không nghe lời. Sử Thương Hải giận dữ hét, ai không nghe lời thì không còn là đồ đệ của tôi nữa, anh Hào. Cậu lui xuống đầu tiên. Sử Anh Hào quay đầu nhìn cha, nhưng dưới cái nhìn của cha, hắn chỉ có thể gật đầu rồi khuyên các sư đệ lui sang hai bên. Trương Dương nói, lão gia tử, tâm ý của ngài tôi xin nhận, nhưng phiền phức này là tôi mang tới cho ngài, tất nhiên phải do tôi tự mình giải quyết. Đưa cô ta cho tôi. Tất cả đã có tôi xử lý. Sử Thương Hải lại lắc đầu, Trương Dương, hôm nay tôi không thể nghe lời anh được, anh đưa người hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới bát quái môn, tôi phải trả lại người bình an cho anh, người trong võ lâm, một lời nói đáng giá ngàn vàng, tôi sống một đời, sóng gió gì mà chưa từng gặp, nhưng tôi cả đời này chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bằng hữu. Anh đem cô nương này tới, tôi không hỏi lai lịch của cô ta, bởi vì tôi tin nhân phẩm của anh, chuyện của tôi anh nhờ tôi làm không sai. Lão già chỉ cần còn một hơi thở, thì quyết sẽ không để họ mang người từ tay tôi đi, anh muốn bắt cô bé này, trừ phi bước qua được xác tôi. Đám đệ tử của bát quái môn nghe thấy sư phụ nói như thế, cả đám hừng hực khí thế nói, để cả nhà hắn, ai con mẹ nó dám động tới sư phụ, chúng tôi sẽ liều mạng. Sử Thương Hải giận dữ hét, câm mồm, hôm nay không ai được phép nhúng tay cả. Lúc này một gã đệ tử từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng nói, sư phụ, không xong rồi. Bên ngoài có rất nhiều võ cảnh. Phu Cường Hoa cũng không ngờ tình thế lại diễn hóa thành ác liệt như vậy, hắn nói khẽ với Khưu Hồng Hỉ, lão Khưu, có phải quá hưng sư động chúng rồi không? Khưu Hồng Hỉ nói, phu đại đội, anh không rõ tình huống rồi. Hắn không khỏi đắc ý gật đầu với Trương Dương, hành vi của anh đã vi phạm pháp luật, tôi khuyên anh hay là thành thành thật thật phối hợp, tranh thủ được xử lý khoan hồng. Trương Dương nói, tiểu nhân đắc chí. Khưu Hồng Hỉ cười nói, có một số người hiện tại cũng chỉ có thể xính võ mồm là nhanh thôi. Đang nói thì thân hình của Trương Dương đã giống như con báo bật về phía hắn, Khưu Hồng Hỉ nhìn thấy tốc độ của Trương Dương cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mắt hắn, hắn vội vàng giơ súng lên, hai cảnh sát bên cạnh cũng vội vàng rút súng, bọn họ không phải thực sự muốn bắn, cho nên cùng nhau hô, đứng lại. Trương Đại Quan Nhân sau khi phát động công kích thì há lại có đạo lý dừng tay. Cương châm ở trong ống tay phải bắn ra, chỉ nghe xì xì hai tiếng xé gió rất nhỏ, cương châm phân biệt đâm vào cổ tay của hai người, mấy người lập tức không thể cầm được súng, keng keng rơi xuống đất. Trương Dương Tia nháy mắt đã tới gần bọn họ, chế trụ huyệt đạo của bọn họ, tóm cổ Khưu Hồng Hỉ rồi khống chế hắn trước người, nói với Tần Manh Manh, Vũ Mông, tới đây. Tần Manh Manh bước nhanh tới, dựa theo phân phó của Trương Dương nhặt hai khẩu súng lục lên, đưa một khẩu cho Trương Dương. Trương Dương quay họng súng chĩa vào huyệt thái dương của Khưu Hồng Hỉ,
lạnh lùng nói, tất cả lui ra cho tôi. Sử Thương Hải không khỏi cả kinh, thằng Ôn Trương Dương này đúng là can đảm hơn người, chẳng những đoạt súng của cảnh sát còn chế trụ Khưu Hồng Hỷ làm con tin. Phu Cường Hoa cả kinh nói, Trương Dương, anh đừng dính vào, bên ngoài có mấy trăm võ cảnh đấy. Từ điểm nãy câu thấy Phu Cường Hoa đối với Trương Dương vẫn không tồi, hắn lo lắng Trương Dương nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể sẽ đi vào tuyệt lộ. Tần Manh Manh cầm một khẩu súng khác lưng tựa lưng với Trương Dương, cảnh giác nhìn động tĩnh phía sau, nói khẽ anh Dương, anh việc gì phải vậy? Trương Dương nói, anh đã đáp ứng người cha em thì nhất định sẽ bảo hộ em bình an vô sự. Hắn cười nói với Sử Thương Hải, lão gia tử, hôm nay không có chuyện của ông, người ông đã an toàn đưa đến tay tôi rồi, chuyện tiếp theo không liên can tới ông. Sử Thương Hải nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng vừa cảm thán vừa lo lắng, ông ta đương nhiên biết Trương Dương không muốn liên lụy tới bọn họ. Lúc này chung quanh tường viện đột nhiên xuất hiện mấy chục võ cảnh súng vác vai, đạn lên nòng, họng súng trong tay bọn họ tất cả chĩa về phía Trương Dương và Tần Manh Manh. Phu Cường Hoa lớn tiếng nói, đừng nổ súng, người của chúng ta đang ở tra tay bọn họ. Phu Cường Hoa hét như vậy trên ý nghĩa nào đó cũng là để bảo hộ Trương Dương, tuy rằng hắn không ủng hộ cách làm của Trương Dương, nhưng sự nghĩa của Trương Dương cũng khiến hắn bội phục. Sử Thương Hải nhìn tường viện chung quanh, tâm tình lập tức trở nên trầm trọng, Trương Dương tuy rằng lợi hại. Nhưng hắn còn phải chiếu cố Tần Manh Manh, ngay cả hắn có khả năng thông thiên thì cũng không thể dưới nhiều họng súng tại như vậy dẫn người an toàn rời đi. Ông ta nhướng mày rồi nghĩ ra một kế, lớn tiếng nói, Trương Dương. Anh làm như vậy cũng không phải là biện pháp, mau buông Khưu cảnh quan ra. Trương Dương mỉm cười nói, lão gia tử, chuyện này không liên can tới ngài. Ngài không cần phải lo lắng. Sử Thương Hải nói, các đồ đệ, vây bọn họ, không thể để anh ta đã sai càng thêm sai. Ông ta vừa nói vừa nháy mắt với Trương Dương. Đám đệ tử của Bát Quái Môn lập tức minh bạch ý tứ của sư phụ. Vù một cái vây quanh bọn Trương Dương. Đương nhiên, không ai ra tay với Trương Dương, lão gia tử dù sao cũng là người từng trải. Bọn họ làm như vậy cũng không phải là trợ giáo, chuyển sang đối phó với Trương Dương mà là muốn bảo vệ hắn, mấy chục đệ tử vây Trương Dương ở giữa, như vậy tay súng bắn tỉa không thể nhắm mục tiêu chuẩn xác. Đệ tử Bát Quái Môn đều kêu lên, mau buông Khưu cảnh quan ra. Vừa nói vừa di động tới cửa lớn. Trong lòng Khưu Hồng Hỷ giận lắm, Sử lão nhân à, Sử lão nhân. Ông căn bản là cấu kết với Trương Dương, ông con mẹ nó là lừa tôi. Trong lòng hắn lúc này sợ hãi nhiều hơn là phẫn nộ. Mắt bị dọa cho không còn giọt máu, Tư Vị bị họng súng kề vào huyệt thái dương cũng không hay gì. Hắn nói với Trương Dương, anh phạm pháp rồi. Anh đời này xong rồi. Trương Dương cười nói, lão tử không sợ, từ lúc lão tử tới thế giới này đã không nghĩ là còn sống trở về nữa. Họng súng dí về phía trước, giận dữ hét, ngoan ngoãn đi theo tôi. Sử Thương Hải dẫn dắt một đám đệ tử vây chung quanh bọn họ là để hộ pháp cho Trương Dương và Tần Manh Manh, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng hô, mau buông Khưu cảnh quan ra. Cảnh sát chung quanh ai cũng có thể nhìn ra là có chuyện gì, Phu Cường Hoa lớn tiếng nói, mọi người tránh ra, chờ để bị ngộ thương. Sử Thương Hải nói, trong phạm vi của Bát Quái Môn tôi ai dám nổ súng, chính là kẻ địch của Bát Quái Môn tôi. Sự bao che của lão gia tử đối với Trương Dương có thể nói là rất rõ ràng. Phu Cường Hoa làm cảnh sát nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp cục diện phức tạp như hôm nay. Chúng đệ tử của Bát Quái Môn hộ vệ Trương Dương ra ngoài cửa lớn, cục diện trước mắt khiến mọi người không khỏi cả kinh, gần 100 chiến sĩ võ trang xếp hàng theo hình quạt, họng súng nhắm vào cửa lớn, người chỉ huy hiện trường là Tần Chấn Đường. Tần Chấn Đường giận dữ hét, Trương Dương, buông đồng chí Khưu Hồng Hỷ ra, anh đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Trương Dương mỉm cười nói, tôi biết là anh mà, Tần Chấn Đường. Anh chứ ở sau lưng người khác dở trò ra thì còn biết làm gì nữa. Nếu có gan thì đứng ra một mình đấu với một mình đấu tôi như đàn ông. Anh xứng ư, anh chỉ là một tên tội phạm mà thôi. Tần Chấn Đường hừ lạnh một tiếng, ngược lại nói với các đệ tử của Bát Quái Môn, tất cả người không liên quan toàn bộ lui ra, bằng không sẽ truy cứu các anh tội bao che. Khưu Hồng Hỷ nhìn thấy bên ngoài người của mình nhiều như vậy thì trong lòng ngươi thoáng an tâm, hắn nói với Trương Dương, anh thả tôi ra đi. Cố gắng để được xử lý khoan hồng. Nhưng lại không biết tâm lý chiến của hắn căn bản không mang tới bất kỳ tác dụng gì. Trương Dương nói với hắn, Khưu Hồng Hỷ, anh cho rằng tên họ Tần thực sự muốn cứu anh ư. Hắn hận không thể mượn cơ hội này để giết chết toàn bộ tôi và Hà Vũ Mông, về phần sống chết của anh thì anh cảm thấy hắn sẽ quan tâm ư. Khưu Hồng Hỷ dùng mình, cừu hận của Tần Chấn Đường đối với Trương Dương hắn biết,
lời nói của Trương Dương cũng không phải không có đạo lý, nếu như Tần Chấn Đường thực sự quyết tâm xuống tay với Trương Dương và Hà Vũ Mông, như vậy cơ hội sống sót của mình quả thực là cực kỳ bé nhỏ, nghĩ đến đây chân hắn như nhũn ra, hiện tại ngay cả hắn cũng không muốn đám người này của Bát Quái Môn rời khỏi. Trương Dương từ phản ứng của Khưu Hồng Hỷ đã biết nội tâm hắn bắt đầu dao động rồi, nói khẽ anh tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp với tôi, chỉ cần tôi và Hà Vũ Mông thoát ly được khốn cảnh thì tôi bảo đảm anh sẽ giữ được tính mạng. Khưu Hồng Hỷ nói, anh có biết anh đang phạm tội hay không? Trương Dương nói, đó chỉ là các anh nói thôi, Tần Chấn Đường muốn mượn cơ hội này để giết người diệt khẩu, tôi nếu không làm như vậy thì chẳng lẽ khoanh tay chịu chết ư? Cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Hắn dùng súng dí vào đầu Khưu Hồng Hỷ rồi hét lớn, Tần Chấn Đường, bảo nhưng của anh toàn bộ bỏ súng xuống. Tần Chấn Đường lại ra hiệu, tất cả võ cảnh nhấc súng nhắm vào bọn họ. Chương 2404, Nghĩa Hiệp 3. Khưu Hồng Hỷ lúc này đã hoàn toàn tin vào lời nói của Trương Dương, quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn mắng thầm trong lòng, Tần Chấn Đường à Tần Chấn Đường, tôi đối với anh không tệ, nhưng ở trong mắt anh tính mạng của tôi không ngờ không đáng giá một đồng tiền. Anh quá không trượng nghĩa rồi. Tần Chấn Đường nói với Sử Thương Hải, mọi người của Bát Quái Môn nghe đây, lập tức rời khỏi hiện trường, bằng không sẽ khởi tố các anh với tội đồng mưu. Mắt hổ của Sử Thương Hải trợn lên, uy phong lẫm lẫm nói, anh thì tính là gì? Người trong võ lâm chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu được, hiện tại người của các anh bị bắt, chúng tôi giúp anh cứu người, có gì không đúng? Lão gia tử dù sao cũng kiến thức rộng rãi, chuyển thủ thành công. Phu Cường Hoa tới bên cạnh Tần Chấn Đường rồi nói khẽ, không thể cường ngạnh quá mức được, nếu thực sự dẫn tới xung đột đại quy mô, chỉ sợ không có lợi với ai cả. Tần Chấn Đường nhìn hắn một cái, hắn trong mắt hắn Phu Cường Hoa chỉ là một tiểu cảnh sát mà thôi, tôi không hiểu anh có ý gì. Chẳng lẽ chúng ta phải cúi đầu trước tội phạm ư? Phu Cường Hoa nhíu mày, tôi không phải có ý này, tận lực tránh xung đột đổ máu, giải quyết vấn đề phải chú ý sách lược. Tần Chấn Đường nói, anh đang chỉ huy tôi à? Anh dựa vào gì? Có phải bởi vì anh có chút giao tình với bọn họ cho nên mới che chở cho bọn họ hay không? Phu Cường Hoa vừa nghe vậy thì cũng phát hỏa, Tần Chấn Đường, có ý gì? Cục diện hôm nay là ai tạo thành? Tần Chấn Đường tức giận nói, là bởi vì đám cảnh sát các anh hành sự bất lực, cho nên mới tạo thành cục diện trước mắt. Phu Cường Hoa triệt để bị hắn chọc giận rồi, Tần Chấn Đường, anh nên rõ. Nơi này là phạm vi khu trực thuộc của tôi, các anh áp dụng hành động lớn như vậy có câu thông với tôi trước không? Các anh rốt cuộc có động cơ gì? Tần Chấn Đường nói, anh không có tư cách biết. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy hay rồi, nội bộ của nội bộ đã xuất hiện mâu thuẫn, hắn lớn tiếng nói, động cơ của Tần Chấn Đường chỉ có một, hắn muốn quan báo tư thù. Khưu Hồng Hỷ run giọng nói, bình tĩnh, mọi người đều bình tĩnh, trước tiên buông súng xuống đã. Đao thương không có mắt. Thật sự đánh nhau, ai biết sẽ tới người nào, Khưu Hồng Hỷ cũng không muốn chết. Tần Manh Manh nhìn thấy cục diện hết sức căng thẳng trước mắt thì áy náy không thôi, tất cả đều là vì mình mà ra, Trương Dương vì cô ta hiện giờ không tiếc mang danh phạm tội, Bát Quái Môn trên dưới cũng vì cô ta mà có thể phải chịu một hồi tai bay vạ gió. Cô ta không thể để tình huống tiếp tục như vậy, cô ta cao giọng nói Tam ca, anh có phải thực sự muốn tôi chết hay không? Tất cả mọi người ngẩn ra, nhìn thấy Tần Manh Manh đang nhìn Tần Chấn Đường. Một tiếng tam ca này gọi cho Tần Chấn Đường hết hồn, hắn không ngờ Tần Manh Manh đột nhiên thừa nhận thân phận của mình. Tần Manh Manh nói, tôi chính là Tần Manh Manh, Tần Chấn Đường là tam ca của tôi, Tần Hồng Giang là cha tôi, hôm nay tam ca tôi dẫn theo nhiều người như vậy tới đây, tất cả là nhằm vào tôi, kể ra thì đây là gia sự của chúng tôi, xin lỗi, để mọi người phải lo lắng. Liên lụy tới mọi người rồi, cô ta nói tới đây thì vái Sử Thương Hải lão gia tử một cái thật sâu. Không ai ngờ Tần Manh Manh lại đột nhiên thừa nhận thân phận của mình, Trương Dương lập tức đoán được Tần Manh Manh muốn làm gì, vội vàng ngăn cô ta lại, Manh Manh, em yên tâm, có anh ở đây nhất định có thể dẫn em đi. Tần Manh Manh cười cười lắc đầu, anh Dương, anh đã giúp em quá nhiều rồi, em không muốn bất kỳ ai bởi vì chuyện của em mà bị liên lụy nữa. Cô ta quay sang Tần Chấn Đường, người anh muốn tìm là tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới người khác, anh đã làm gì? Tần gia đã làm gì? Không cần tôi nói rõ ra trước mặt mọi người chứ. Tần Chấn Đường rất căng thẳng, Tần Manh Manh rõ ràng đang uy hiếp mình, hắn lạnh lùng nói, cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, hiện tại ném súng của mình đi rồi ra đây. Tần Manh Manh ném súng lục đi, chậm rãi bước về phía bọn họ, Trương Dương muốn ngăn cản cô ta, vươn tay tóm cô ta,
lại nhìn thấy ở tường vây góc đông nam có ánh sáng lóe lên, trong lòng thầm kêu không tốt, lúc này đạn đã bắn tới ngực Tần Manh Manh, Trương đại quan nhân rốt cuộc mặc kệ Khưu Hồng Hỉ bên cạnh, ném hắn đi rồi lao về phía Tần Manh Manh, viên đạn từ vai phải của Trương Dương bắn xuyên qua cơ thể Tần Manh Manh. Trương Dương ôm Tần Manh Manh té lăn trên đất, hiện trường là một mảng hoảng loạn. Võ cảnh ở hiện trường ùa tới, súng trong tay chỉ về phía Trương Dương và Tần Manh Manh, cục diện đã hoàn toàn nằm trong khống chế của phía Tần Chấn Đường. Ánh mắt của Vu Cường Hoa lại tập trung ở phía vừa nổ súng, hắn nhận ra quân nhân kia, chính là Triệu Toàn Tăng bạn tốt của Tần Chấn Đường. Từ tình huống vừa rồi Vu Cường Hoa đã có thể kết luận, một súng đó của Triệu Toàn Tăng tuyệt đối là có mục đích giết chết Tần Manh Manh. Nếu Tần Manh Manh đã thừa nhận thân phận của mình, cô ta là em gái của Tần Chấn Đường, rốt cuộc là chuyện gì đã thúc đẩy Triệu Toàn Tăng phải giết cô ta? Lời nói mới rồi của Tần Manh Manh tựa hồ đang ám chỉ cô ta biết một số bí mật của Tần gia, phải nói rằng vụ án Tần Manh Manh giết chết đại ca Tần Chấn Đông lúc ấy từng làm oanh động kinh thành, chẳng lẽ trong đó tồn tại ẩn tình tồn tại? Vu Cường Hoa càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn lặng lẽ nói với thủ hạ, quan sát Triệu Toàn Tăng kỹ cho tôi. Chính là tên vừa rồi đã nổ súng ấy, chỉ cần hắn còn dám có bất kỳ động tác nào thì lập tức bắt lấy hắn. Tần Manh Manh cảm thấy trước ngực mình ướt sũng, tất cả đều là máu tươi của Trương Dương, cô ta ôm chặt lấy Trương Dương, không chút sợ hãi nhìn về phía những họng súng, không ai được làm tổn thương tới anh ấy cả. Trương đại quan nhân bật cười, hắn dưới sự nâng đỡ của Tần Manh Manh lảo đảo đứng lên, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, máu tươi vẫn không ngừng dọc theo tay phải của hắn chảy xuống. Trương Dương nói, thống khoái. Tôi cũng muốn xem, hôm nay có kẻ nào không muốn sống dám mang Manh Manh đi. Tần Chấn Đường tìm kiếm vị trí của Triệu Toàn Tăng, lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho hắn, Triệu Toàn Tăng mai phục trên đầu tường lại nâng súng ngắm. Nhưng vào lúc này bên hông hắn đột nhiên bị một thứ gì đó dí vào, phía sau một người trầm giọng nói, anh là muốn cứu người hay là muốn giết người? Sử Thương Hải cũng không chịu được nữa. Khi dẫn các đệ tử lại chuẩn bị xông lên thì một chiếc xe Việt giã quân dụng từ xa lái tới. Có võ cảnh tiến lên muốn chặn lại, nhưng nhìn thấy biển số xe thì lập tức sợ đến nỗi tránh ra ngay. Tần Chấn Đường đang lấy làm lạ, Triệu Toàn Tăng vì sao đến bây giờ vẫn chưa nổ súng thì chiếc xe Việt giã quân dụng đã lướt qua người hắn. Chương 2405, Nghĩa Hiệp 4. Xe Việt giã dừng ở hiện trường, đầu tiên là lái xe đi xuống, sau đó hắn mở cửa xe. Từ bên trong xe một vị lão già hạc phát đồng nhan bước xuống, chính là Kiều lão đức cao vọng trọng, Kiều lão tựa hồ phớt lờ cục diện trước mắt, nhìn Sử Thương Hải rồi nói, lão Sử. Anh mời tôi tới uống trà có cần bày ra trận trượng lớn như vậy không? Sử Thương Hải nhìn thấy Kiều lão hiện thân thì trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm than, anh cuối cùng cũng tới rồi. Trương Dương căn bản không ngờ tới Kiều lão lại xuất hiện ở chỗ này, lúc đầu hắn không hề muốn xin Kiều gia và Văn gia giúp đỡ. Nghe thấy câu đầu tiên của Kiều lão, Trương Dương lập tức minh bạch. Nhất định là Sử lão gia tử đã bắn tiếng cho Kiều lão, tuy rằng hai vị lão gia tử bình thường rất ít khi liên lạc, nhưng từ Kiều Bằng Phi bái Sử Thương Hải làm thầy có thể đoán ra quan hệ của hai vị lão nhân gia không bình thường. Sử Thương Hải nói, tôi vốn là muốn mời ngài uống trà, ai ngờ đột nhiên có nhiều người như vậy tới cửa gây sự, cái mặt già này của tôi đúng là chán thật. Tần Chấn Đường nhìn thấy Kiều lão xuất hiện thì tim đập bịch bịch. Kiều lão tuy rằng đã về hưu, nhưng địa vị của ông ta cha nào có thể đánh đồng, cho dù cha ở trước mặt Kiều lão cũng chỉ có nước cúi đầu nghe theo, huống chi là hạng tiểu bối như hắn. Vội vàng đi tới hỏi thăm, ông nội Kiều, sao ông lại tới? Tần Chấn Đường gọi như vậy quả thật có ý làm thân, nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao hắn trước đây cũng đi theo bên cạnh cha tới gặp Kiều lão, lúc ấy đã gọi như vậy, Kiều lão cũng đáp ứng, lễ nhiều người không trách, trong mắt hắn. Làm như vậy có thể khiến Kiều lão liên tưởng tới tầng quan hệ của cha. Kiều lão nhíu mày, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, nói với Sử Thương Hải, lão Sử, đây là cháu anh à. Sử Thương Hải tức giận nói, cháu như vậy anh dám nhận. Ông ta dù sao cũng là người trong võ lâm, nói chuyện không kiêng nể gì, vừa rồi Tần Chấn Đường gọi một tiếng ông nội Kiều, chẳng phải là ngay cả Kiều lão cũng mắng vào ư. Kiều lão lơ đễnh cười nói, hôm nay là diễn tập đạn thật à. Sao chỗ nào cũng đầy khói thuốc súng thế? Tần Chấn Đường bị Kiều lão ghẻ lạnh, bị Sử Thương Hải mắng đau, có điều hắn cũng không dám phát tác, cung kính nói, Kiều lão, chúng tôi đang bắt phạm nhân. Kiều lão nhìn về phía Trương Dương, đây không phải là Trương Dương ư. Người ta bắt phạm nhân cậu ở đây xem náo nhiệt gì hết. Đúng là chỗ nào cũng có cậu chẳng lẽ không sợ người khác coi cậu là phạm nhân rồi bắt lại ư? Trương đại quan nhân lúc này đã tự cầm máu.
hắn là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới nội tạng, máu tuy rằng chảy nhiều, nhưng xương cốt thì không có vấn đề gì. Trương Dương còn chưa nói, TH Tần Chấn Đường đã giành nói, Kiều lão, hai người bọn họ chính là phạm nhân chúng tôi muốn bắt. Kiều lão mặt lộ vẻ không vui, anh cho rằng tôi không nhìn ra ư. Tần Chấn Đường lập tức nghẹn lời. Kiều lão nói với Tần Manh Manh, cô là nhà đầu nhà ai? Tần Manh Manh nói, Kiều lão, cha tôi là Hà Trường An. Trương Dương nói, cô ta là nghĩa muội của tôi. Kiều lão nói, nghĩa muội của cậu chắc hẳn cũng không tồi, đi thôi, lên xe của tôi trước tiên đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút. Tần Chấn Đường vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, Kiều lão không ngờ muốn mang Trương Dương và Tần Manh Manh đi, chẳng phải có nghĩa là vịt bị quay chín rồi lại bay mất ư. Thằng ôn Tần Chấn Đường này thật sự có chút không đủ thông minh, hắn tiến lên nói, Kiều lão, bọn họ đều là tội phạm rất nguy hiểm. Ngài! Sắc mặt Kiều lão đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Tông Thịnh, hạ súng của hắn. Lái xe Tông Thịnh bên cạnh gật đầu, tiến lên vặn tay Tần Chấn Đường rồi tước súng của hắn, hầm hầm nhìn võ cảnh chung quanh, đều đứng ở chỗ này làm gì. Đám võ cảnh sợ đến nỗi xoẹt một cái tránh ra. Tần Chấn Đường lớn tiếng nói, Kiều lão, tôi. Kiều lão nói, đảng súng cho các anh không phải để cho anh chỉ hỏng súng vào người nhà. Hắn nói với Tông Thịnh, tôi tạm thời chưa đi, gọi điện thoại cho Tần Hồng Giang, tôi cũng muốn hỏi xem đây rốt cuộc là chủ ý của ai. Sử Thương Hải mời Kiều lão vào tiểu viện của mình, Trương Đại Quan Nhân cũng không tới bệnh viện, tự lấy thuốc kim sang bôi, lại xử lý vết thương cho Tần Manh Manh, người tới trước mặt Kiều lão. Trương Dương có chút ngượng ngùng nói, Kiều lão, mang tới phiền toái cho lão nhân ra ngài rồi. Kiều lão nói, các anh trước tiên ra ngoài đã. Ông ta chỉ về phía Tần Manh Manh, cô ở lại. Tần Manh Manh trong lòng không khỏi không yên, sau khi Trương Dương và Sử Thương Hải rời đi, Kiều lão buông chén trà rồi bình tĩnh nói, tôi nghe nói cô còn là con gái của Tần Hồng Giang. Tần Manh Manh cắn môi, cuối cùng quyết tâm gật đầu. Kiều lão nói, hắn đừng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn kể lại cho tôi từ đầu chí cuối, tôi sẽ làm chủ cho cô. Tần Manh Manh dưng nói, cảm ơn Kiều lão. Cô ta nếu nói không nói ra sự thật, chẳng những mình không được giải oan mà còn sẽ liên lụy tới Trương Dương và toàn bộ bát quái môn. Tần Manh Manh cuối cùng hạ quyết định, kể lại tất cả chuyện xưa với Kiều lão, nói đến thương tâm thì không khỏi khóc giống lên, với công phu trấn định của Kiều lão nghe tới cuối cùng cũng không khỏi giận tím mặt, lòng đầy căm phẫn ông ta, vỗ mạnh lên bàn, Tần Hồng Giang cũng đúng là khốn nạn, nhóc con, cháu cứ yên tâm, chuyện này ông làm chủ cho cháu. Tần Manh Manh trong lòng thả lòng. Có những lời này của Kiều lão thì có nghĩa là chuyện có hướng chuyển, chỉ cần ông ta nguyện ý ra mặt, chắc Tần gia cũng không dám tiếp tục làm khó mình. Tần Manh Manh nói, Kiều lão, cháu có yêu cầu quá đáng. Cháu nói đi. Chuyện vừa rồi cháu nói với ông giữ bí mật cho cháu nhé. Kiều lão gật đầu, cháu yên tâm, ta tự có chừng mực. Lúc này Tần Hồng Giang vội vàng chạy tới, Kiều lão bảo Tần Manh Manh tạm thời tránh đi, một mình gặp Tần Hồng Giang. Tần Hồng Giang vừa mới nghe thất chuyện này thì sợ lắm, ý thức được con trai có thể đã gặp phải đại họa rồi, vốn quân ủy đang họp, nhưng y cũng chẳng buồn giải thích liền lái xe tới đây, nhìn thấy Kiều lão thì câu đầu tiên chính là Kiều lão, tôi dạy con không ra gì, xin Kiều lão trách phạt. Trước tiên biểu lộ thái độ của mình đã. Kiều lão nói, Hồng Giang à, anh ở phương diện dạy con quả thực không có bản sự gì cả, bộ đội là nhà anh mở à, chưa làm rõ tình huống đã tự ý điều động võ cảnh bộ đội. Tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Trong mắt người dân thì có khác gì thổ phỉ cường đạo. Tần Hồng Giang ở Kiều lão trước mặt chỉ có nước nghe chửi, y liên tục xin lỗi, Kiều lão, ngài yên tâm, tôi trở về nhất định sẽ giáo huấn thằng ôn này. Kiều lão nói, vừa rồi hắn còn một mực chắc chắn Trương Dương là tội phạm, còn bảo tay súng bắn tỉa dùng súng bắn hắn, người khác tôi không biết, nhưng Trương Dương thì tôi hiểu, hắn sao có thể là tội phạm. Hơn nữa cho dù hắn phạm phải sai lầm thì cũng không thể không phân tốt xấu mà nổ súng, anh nói xem đúng không? Tần Hồng Giang trong lòng minh bạch, Kiều lão là bảo che cho rồi, không khỏi thầm than, số tiểu tử, mày chọc người nào không chọc, lại cứ đi chọc vào Trương Dương, giờ dẫn núi dựa của người ta ra rồi, lần này chỉ sợ chọc phải đại phiền toái rồi. Chương 2406, Thiên vị 1. Lúc này tâm tình của Tần Hồng Giang cực díp phức tạp. Vừa khiếp sợ uy thế của Kiều lão, vừa lo lắng cho chuyện xấu trong nhà mình bị tiết lộ ra ngoài, y cúi đầu. Nhìn như là áy náy, nhưng thật ra đang lặng lẽ tính toán nên ứng đối như thế nào, nên như thế nào mới có thể hóa giải được khốn cảnh trước mắt. Kiều lão nói,
vốn là chuyện chúng ta người trẻ tuổi tôi không nên tham dự, nhưng nếu đã để tôi bắt gặp thì tôi không thể làm bộ như là không thấy. Hồng Giang, tôi quen anh cũng được mấy chục năm rồi, có thể nói tôi là nhìn anh trưởng thành. Tần Hồng Giang chỉ có nước gật đầu, ở trước mặt Kiều Lão, y một câu phản bác cũng không dám nói. Kiều Lão nói, theo lý thì chuyện này nên giải quyết việc chung, nhưng nếu thực sự là vậy, chẳng phải là để lộ ra lão già tôi bất cận nhân tình ư. Ngay cả quan hệ mấy chục năm của chúng ta cũng không nói tới. Tần Hồng Giang làm sao có thể không nghe ra Kiều Lão là trong mềm có cứng, tim liên tục vì lời nói của Kiều Lão mà hét lên rồi lại xuống, giống như ngồi xe leo núi, y vội vàng tỏ thái độ cảm ơn Kiều Lão. Cảm ơn tuyệt đối là thật, nếu như Kiều Lão thật sự muốn truy cứu, Tần gia bọn họ chỉ sợ chịu không nổi, nhưng về phương diện khác, y là mượn những lời này của Kiều Lão chặn khả năng Kiều Lão tiến thêm một bước truy cứu, với vị trí của Kiều Lão thì không đáng so đo với một vãn bối. Kiều Lão nghe thấy câu tự cho là thông minh này của Tần Hồng Giang thì trong lòng rất khinh thường, thật ra trước đó y không đánh giá thấp Tần Hồng Giang như vậy, tuy rằng Tần Hồng Giang không phải là đích hệ của ông ta, nhưng danh tiếng của Tần Hồng Giang trong quân vẫn coi như là không tồi, là tướng lãnh khá thực tế. Nhưng hôm nay nhìn thấy hành vi của con trai y, nghe thấy những lời lên án huyết lệ của Tần Manh Manh, bất bình khí trong lòng Kiều Lão đã sớm bị gợi lên, ông ta lạnh lùng nói, chuyện này nói trực tiếp là tốt nhất, để mấy đứa nhỏ ra đây hết đi. Một câu rất bình thường lại khiến Tần Hồng Giang hết hồn, mấy đứa nhỏ. Chẳng lẽ trong đó cũng bao gồm cả Tần Manh Manh, tuy rằng trong lòng Tần Hồng Giang rất không tình nguyện, nhưng Kiều Lão nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Y làm sao dám phản đối. Không lâu sau Trương Dương và Tần Manh Manh, Tần Chấn Đường cùng nhau bước vào. Trương Dương và Tần Manh Manh đều đã xử lý qua vết thương, thay quần áo sạch sẽ, tinh thần khá hơn rất nhiều, Tần Chấn Đường lúc này thì lại cúi đầu, uể oải giống như gà trống bại trận. Từ sau khi Tần Manh Manh đi vào trong phòng, ánh mắt của Tần Chấn Đường ánh mắt hướng về phía cô ta, tuy rằng dung mạo của cô ta đã thay đổi, nhưng từ trong mắt của cô ta vẫn có thể tìm được ánh mắt quen thuộc. Ánh mắt của Tần Hồng Giang vừa tiếp xúc với Tần Manh Manh, liền vội vàng lảng tránh, lại nhìn sang con trai, trong lòng Tần Chấn Đường thực sự rất bực, thành ôn này đúng là thành sự không đủ mà bại sự thì có thừa. Kiều Lão nói khẽ, Hồng Giang, Trương Dương chắc anh biết rồi, hắn là nghĩa tử của quốc quyền, tôi cũng coi hắn như con cháu. Tần Hồng Giang liên tục gật đầu, số lần y gật đầu hôm nay hơn cả lên tiếng. Kiều Lão lại vẫy vẫy tay với Tần Manh Manh, Manh Manh, cháu tới đây. Tất cả mọi người trong lòng đều cả kinh, không ai ngờ Kiều Lão lại ở trước mặt mọi người gọi tên thật của Tần Manh Manh. Tần Hồng Giang lúc này thiếu chút nữa thì phun máu. Kiều Lão à Kiều Lão, ngài tuy rằng đức cao vọng trọng, nhưng ngài bất kể là như thế nào cũng không nên can thiệp vào gia sự của tôi, chẳng lẽ cứ muốn vạch trần quyện xấu của Tần gia tôi trước mặt mọi người ư? Ông bảo tôi còn mặt mũi nào tiếp tục lăn lộn trong quân giới? Tần Manh Manh cũng vẻ mặt kinh ngạc, Kiều Lão nắm tay cô ta. Giới thiệu cho cô ta với Tần Hồng Giang, Hồng Giang, cô ta là con gái của thương nhân Hà Trường An, tên là Manh Manh. Trước đây anh đã gặp cô ta chưa? Tần Hồng Giang lúc này mới hiểu được chân ý của Kiều Lão, hôm nay vị lão gia tử này rõ ràng là muốn dùng thế ép người. Ông ta muốn khi dễ mình, nhưng Tần Hồng Giang dám nói gì CGWS. Quan to hơn một cấp thì đè chết người, huống chi chức quan của người ta so với mình thì lớn hơn đâu chỉ một cấp, Tần Hồng Giang lắc đầu. Y đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như thừa nhận người trước mắt chính là Tần Manh Manh, chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận đoạn chuyện xấu đó, y nào có ngu tới mức này. Kiều Lão mỉm cười nói, không sao, hiện tại thì biết rồi, về sau cũng biết, tôi vẫn luôn có ý này, muốn Manh Manh làm cháu gái, cũng không biết cháu có nguyện ý hay không. Đôi mắt Tần Manh Manh lúc này đỏ cả lên, Kiều Lão muốn nhận mình làm cháu gái, chẳng khác nào nói rõ muốn làm chỗ dựa cho mình, có Kiều Lão. Về sau bất kỳ ai trong nước cũng không dám tìm mình gây phiền toái nữa. Trương Dương ở bên cạnh trong lòng đã sớm vui như hoa nở, hắn vội vàng nhắc nhở Tần Manh Manh, Manh Manh, còn không mau dập đầu với ông nội. Tần Manh Manh nghe thấy lời nói này của hắn mới tỉnh ngộ, vội vàng quỳ xuống cung kính dập đầu lại Kiều Lão ba cái. Kiều Lão cười cười đỡ cô ta dậy, ông ta chỉ về phía Tần Hồng Giang, Manh Manh, đây là chú Tần của cháu, về sau đừng quên nhé. Tần Hồng Giang lúc này thực sự muốn chết, Kiều Lão, ông đúng là khinh người quá đáng. Tần Manh Manh nhìn Tần Hồng Giang, người cha ngày xưa này, trong nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trước khi bi kịch phát sinh, Tần Hồng Giang đối với mình cũng coi như không tồi, nhưng sau ông ta biết chân tướng thì lại không che chở cho mình, ngược lại chỉ che chở cho con ruột, sớm đã khiến Tần Manh Manh thất vọng, thời quá cảnh niên,
Tần Manh Manh khó khăn lắm mới thoát khỏi đoạn ám ảnh đó, khi gặp người cha này thì cũng không còn oán hận, cô ta nói khẽ chào chú Tần. Một chữ chú Tần giống như búa tạ gõ lên ngực Tần Hồng Giang, Tần Hồng Giang vẻ mặt tái nhợt, hầu kết của y giật giật, nuốt nước miếng, nuốt xuống tất cả tư vị chua xót. Trương đại quan nhân nhìn thấy cách xử lý của Kiều lão trong chuyện này thì trong lòng chỉ có nước bội phục, hắn cuối cùng cũng minh bạch, mình cả đời này cũng không lên được tới độ cao của Kiều lão. Tần Hồng Giang gật đầu, ừ một tiếng, y không dám vạch trần việc này, bằng không chính là tự rước lấy nhục. Tần Chấn Đường ở bên cạnh nhìn, hắn tuy rằng biết Kiều lão từng thét ra lửa trên chính đàn hơn 10 năm, nhưng ông ta dù sao hiện tại cũng về hưu rồi, một lão già đã về hưu, cha vì sao phải biểu hiện ra vẻ khúm núm như vậy ở trước mặt ông ta, Tần Chấn Đường không nhịn được mở miệng Kiều lão, ngài chỉ sợ bị người ta che mắt rồi. Những lời này của hắn vừa mới nói ra miệng, sắc mặt Tần Hồng Giang lập tức biến đổi, y đứng lên, một bước lao tới hung hăng tát cho con trai một cái, tức giận nói, thằng khốn nạn, sao mày dám nói chuyện với Kiều lão? Chương 2407, Thiên Vị 2. Cú tát này đánh cho Tần Chấn Đường mắt nổ đom đóm, khóe miệng rỉ máu, cũng khiến khí ngu trong đầu hắn ùa ra, hắn lớn tiếng nói, Trương Dương và Hà Vũ Mông tất cả đều là tội phạm, điều tôi nói là sự thật. Tần Hồng Giang giận dữ hét, còn dám nói hưu nói vượn nữa à, có tin tao một phát bắn chết thằng xúc sinh mày không? Kiều lão vẻ mặt thản nhiên như không, Hồng Giang, đứa nhỏ này quả nhiên giống anh, tôi đã nói rồi, súng là để đối phó kẻ địch, không phải để đối phó với người một nhà, anh lớn tuổi như vậy, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu ư. Tần Hồng Giang bị nói cho mặt. Kiều lão liếc Tần Chấn Đường một cái, chuyện của bọn nhỏ để tự chúng giải quyết. Trương Dương nói, Tần Chấn Đường, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, anh có chứng cứ thì lấy ra đây, anh nếu không có chứng cứ thì chúng ta quyền đầu của ai cứng thì người đó định đoạt, vừa hay đây là diễn võ thính của bát quái môn, hay là anh tới đây, chúng ta đấu vài chiêu. Trương đại quan nhân bày ra tư thế muốn đánh rắn dập đầu. Kiều lão thêm một câu, tôi thấy đề nghị này không tồi, cơn tức của người trẻ tuổi quá lớn, dù sao cũng phải tìm phương thức phát tiết, Hồng Giang, anh nói xem đúng không? Tần Hồng Giang làm sao có thể không biết võ công của Trương Dương lợi hại, nghĩ thầm Kiều lão à Kiều lão, con tôi cho dù đắc tội với ông thì cũng không đến mức bị hắn chỉnh tới chết chứ. Tần Chấn Đường ở dưới tay Trương Dương không chỉ ăn đòn một lần, bảo hắn luận võ với Trương Dương thì đó không phải là bị đánh cho vỡ mẹt ư. Hắn mặc kệ, hắn chẳng những mặc kệ hơn nữa càng không nhịn được, kêu la Kiều lão, ông rõ ràng đang thiên vị hắn. Trước mắt Tần Hồng Giang tối sầm, thằng ngu này, mày biết hôm nay mày đang nói chuyện với ai không? Kiều lão mỉm cười nói, đứa nhỏ này không tồi, có chút huyết tính, nhưng một quân nhân đủ tư cách chỉ bằng vào tâm huyết thôi thì không đủ, còn cần cả trí tuệ nữa, hiện tại quân hàm của anh là gì? Tần Hồng Giang sợ con trai lại nói ra những lời ngu xuẩn, vội vàng đáp thượng tá. Kiều lão nói, Hồng Giang, anh cảm thấy tôi hôm nay thiên vị Trương Dương ư. Tần Hồng Giang nghĩ thầm ông đâu chỉ thiên vị, quả thực là quá thiên vị. Ngoài miệng thì lại nói, phương pháp xử lý của Kiều lão khiến tôi tâm phục khẩu phục. Kiều lão cười nói, tôi là một lão già đã về hưu, còn có thể nói gì tới xử lý, thiên vị à, ai mà không thiên vị đứa nhỏ của mình. Ông ta xua tay nói, Hồng Giang, các anh đi đi. Về sau trông coi đứa nhỏ này cho kỹ, đừng để nói tùy ý vận dụng quân đội nữa, ảnh hưởng đến Tần gia các anh là việc nhỏ, ảnh hưởng đến hình tượng của toàn bộ quân nhân mới là chuyện lớn. Tần Hồng Giang là người thông minh, những lời này của Kiều lão chẳng khác nào chặt đứt tiền đồ của con trai y trong quân, thật ra Kiều lão căn bản không cần làm, chuyện hôm nay nếu như truyền ra, về sau ai còn trọng dụng Tần Chấn Đường nữa, nói không chừng còn có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Một trường phong ba tan thành mấy khói trong đàm tiếu nhân gian của Kiều lão, sau khi Kiều lão rời đi, nhân mã các nơi cũng không còn gì mà ở lại, trước khi Vu Cường Hoa đi thì tìm tới Trương Dương, đen chuyện vừa rồi Triệu Toàn Tăng muốn nhân cơ hội giết chết Tần Manh Manh nói ra. Trương Dương đương nhiên minh bạch Triệu Toàn Tăng là được Tần Chấn Đường sai khiến, Tần gia sợ Tần Manh Manh nói ra chuyện xấu nhà họ, cho nên mới muốn giết người diệt khẩu, có điều sau khi trải qua chuyện hôm nay, Tần gia chắc không dám tìm Tần Manh Manh nữa. Hôm nay Trương Dương mặc dù có hành vi bắt cóc cảnh sát, nhưng chuyện phát triển đến bây giờ, chẳng ai dám thực sự truy cứu. Bao gồm cả Khưu Hồng Hỷ bị hắn bắt cóc, hiện giờ đối với Trương Dương cũng không oán hận một chút nào, một là không dám, hai là bởi vì chuyện này vốn là hắn bị người ta lợi dụng, ngẫm lại hành vi của Tần Chấn Đường hôm nay, thực sự khiến trái tim băng giá. Trước cảnh sát khi đi,
Trương Đại Quan Nhân cười cười vỗ vỗ vai Khưu Hồng Hỷ, chuyện hôm nay. Hắn còn chưa nói xong thì Khưu Hồng Hỷ bên kia đã giành nói, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ trong lòng, thằng cha này cũng coi như là người thông minh. Hắn cười nói, không đánh nhau thì không quen nhau, sau này có cơ hội thì cùng nhau ngồi làm vài chén. Khưu Hồng Hỷ liên tục gật đầu, nhất định nhất định. Khi mọi người tản đi, Trương Đại Quan Nhân dẫn Tần Manh Manh tới trước mặt Sử Thương Hải lão gia tử nói lời cảm tạ. Tần Manh Manh khom người tạ lỗi với lão gia tử, Sử gia gia, chuyện của tôi khiến ông thêm phiền phức, tất cả tổn thất của bát quái môn tôi sẽ phụ trách toàn bộ. Sử Thương Hải cười nói, không cần phải nói khách khí như vậy, chuyện của Trương Dương chính là chuyện của tôi, cô nếu là nghĩa muội của hắn thì tôi đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ, về phần chút tổn thất ấy thì căn bản không cần nói đến. Tần Manh Manh nhìn thấy lão gia tử kiên trì như vậy thì chỉ có thể bỏ cuộc. Sử Thương Hải mỉm cười nói, Hà tiểu thư, tôi có mấy câu muốn nói riêng với Trương Dương. Tần Manh Manh gật đầu, cô ta nói với Trương Dương, anh Dương, em chờ anh bên ngoài. Sau khi Tần Manh Manh rời đi, Sử Thương Hải mới thở dài, Trương Dương à, kẻ đầu têu vụ trộm đã tra được rồi. Trương Dương kinh hỉ nói, vậy thì tốt, không ngờ lần này hiệu suất của cảnh sát cao như vậy. Rốt cuộc là ai? Sử Thương Hải nói ra thì tại tôi dạy dỗ không ra gì. Trương Đại Quan Nhân nghe đến đây thì minh bạch, chuyện này tám phần là từ nội bộ bát quái môn, chắc là đệ tử không nên thân nào đó của Sử Thương Hải gây nên. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, Sử Thương Hải nói, Hùng Khai Loan, đồ đệ lúc trước bị tôi trục xuất, hắn không biết từ đâu nghe được tôi đang viết tâm đắc, không ngờ cấu kết với người ngoài tới thư phòng của tôi trộm đồ, may mắn lúc ấy được Hà tiểu thư phát hiện. Nói tới đây hắn lại thở dài, kể ra thì ngược lại là tôi thiếu Hà tiểu thư một cái nhân tình. Trương Dương nói, có bắt được Hùng Khai Loan hay không? Sử Thương Hải nói, cảnh sát đã biết chuyện này, nhất định sẽ truy bắt hắn, tôi cũng sai môn hạ đệ tử đi tìm hắn rồi, hy vọng có thể tìm được hắn trước cảnh sát, tuy rằng hắn đã không còn là đồ đệ của tôi, nhưng dù sao cũng từng là đệ tử của bát quái môn. Trương Dương nghe ra Sử Thương Hải vẫn có chút tình cảm với tên đồ đệ này. Lập tức an ủi lão gia tử, người không phải là thánh hiền, Hùng Khai Loan chắc cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đệ tử bát quái môn quá nhiều, trong đó có ra tên đồ đệ không ra gì cũng là chuyện không thể tránh khỏi, lão gia tử đừng quá để trong lòng. Sử Thương Hải gật đầu, trong lòng lại vẫn khó có thể tiêu tan. Trương Dương từ biệt Sử lão gia tử, dẫn Tần Manh Manh cùng lên xe. Chương 2408, Thiên Vị 3. Tần Manh Manh ngồi bên trong xe. Trong lòng không khỏi bất an, cô ta và Trương Dương quen biết lâu như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ như hôm nay, cô ta tất nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, vừa rồi cô ta vốn cho rằng đã cùng đường, cho nên mới biểu đạt ra đoạn tình cảm chôn sâu trong lòng, nhưng hôm nay lại bởi vì sự xuất hiện của Kiều lão mà gặp dữ hóa lành. Cô ta ngược lại không biết nên đối mặt với Trương Dương như thế nào. Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt vẫn như thường, giống như tất cả vừa rồi chưa hề phát sinh, hắn nói khẽ, Manh Manh. Tần gia tuyệt đối không dám động tới em nữa, em chuẩn bị một chút rồi mau rời khỏi trong nước đi, về gặp Tiểu Hoan. Tần Manh Manh gật đầu rồi nói khẽ, anh Dương, em có suy nghĩ này. Suy nghĩ gì? Tần Manh Manh nói, cha em để lại cho em một khoản tài phú rất lớn, em tin khoản tiền này là ông ấy dốc sức làm ra, nhưng còn có một bộ phận thì không nói rõ được lai lịch. Hai mẹ con em hai người cũng không thích cuộc sống quá giàu sang, sống được yên ổn là tốt rồi. Cho nên muốn hiến đại bộ phận tài sản vào việc từ thiện. Trương Dương lập tức minh bạch, Tần Manh Manh làm như vậy có một nguyên nhân rất quan trọng chính là trước mắt trong nước đang có đủ loại ngờ vực vô căn cứ về lai lịch tài sản của Hà Trường An, hắn lắc đầu anh không tán thành em làm như vậy. Cũng không cần thiết bởi vì lời đồn bên ngoài mà làm ra lựa chọn này. Cho dù Hà Tiên Sinh lúc sinh tiền đã làm một số chuyện không tốt, nhưng đó là ông ta, không liên can tới em, ông ta sở dĩ để tất cả tài sản cho anh. Mục đích chính là để em và Tiểu Hoan được sống yên vui, em nên thỏa mãn nguyện vọng lớn nhất lúc sinh tiền này của ông ta. Tần Manh Manh nói, anh Dương, anh chưa hiểu rồi, em không phải mang tâm lý chuộc tội cho ông ấy, đối với em và Tiểu Hoan mà nói thì tiền tài không có nghĩa là tài phú, tình cảm mới đúng. Khi nói những lời này, Trương Dương đang nhìn cô ta, ánh mắt của hai người gặp nhau, mặt Tần Manh Manh đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống nói khẽ cha để lại cho em tài phú lớn như vậy, lại trở thành một loại gánh nặng. Cuộc sống của em bởi vậy mà hoàn toàn thay đổi, lần phong ba này khiến em ý thức được, em không chỉ thay đổi dung mạo mà còn cả nội tâm nữa. Nói xong cô ta cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Trương Dương, anh Dương,
em chỉ muốn làm em của ngày xưa. Trương Dương, nói nếu như em thực sự quyết định như vậy thì anh ủng hộ em, phương diện từ thiện anh không hiểu lắm, có điều anh có thể. Hắn vốn định nói tới mẹ nuôi La Tuệ Ninh, nhưng nói tới đây thì lại đột nhiên nhớ tới chuyện của Văn Hạo Nam, mẹ nuôi chưa chắc đã giúp việc này, tuy rằng Tần Manh Manh là có thiện tâm, huống chi mẹ nuôi trước đó đã bởi vì chuyện từ thiện mà gặp một đại phiền toái, bà ta hiện tại đã lựa chọn kính nhi viễn chi với những hoạt động xã hội rồi. Trương Dương nói, gần đây Tiểu Yêu chắc sắp về, mấy năm nay cô ta vẫn luôn làm từ thiện, nếu như có thể thì hai người có thể gặp mặt một lần, cô ta có thể cho em đề nghị chính xác về phương diện này. Tần Manh Manh gật đầu, tốt. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là rất khéo, Trương Dương vừa mới nhắc tới An Ngữ Thần thì An Ngữ Thần cũng gọi điện tới, Trương Dương bắt máy thì không khỏi cười nói, đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, vừa mới nhắc tới em thì em gọi điện thoại tới. Tần Manh Manh nghe thấy hắn và đồ đệ đong đưa thì mặt lại nóng lên, anh trai của cô ta cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có quá đa tình. An Ngữ Thần hiển nhiên không có tâm tình nói đùa, cô ta có chút kích động nói, Trương Dương, cha em mất tích rồi, đã 3 ngày. Trương Dương nói, sao thế? Ông ấy có phải ra ngoài du lịch hay không? Người lớn như vậy sẽ không sao đâu. An Ngữ Thần nói, ông ấy chỉ cần ra ngoài thì khẳng định sẽ nói với mẹ kế của em, lần nãy thì khác. Đã 3 ngày rồi mà một chút tin tức cũng không có, người thì không biết đã đi đâu, gọi điện thoại cũng thủy chung tắt máy, mẹ kế của em sắp điên rồi. Trương Dương nhíu mày, An Đức Minh từng là giám sát cao cấp của Hong Kong, trong giới cảnh sát Hong Kong vẫn có uy vọng nhất định, bởi vì chuyện hắn tái hôn mà quan hệ của An Ngữ Thần và hắn tuy rằng không tốt, nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm tới người cha này. Trương Dương, đã hỏi người khác chưa? An Ngữ Thần nói, em đã hỏi chú Ba và A Văn rồi. Bọn họ đều nói không biết. Bình thường bọn họ cũng rất ít liên lạc với Hao. Sau khi cha em rời khỏi giới cảnh sát thì bình thường chỉ đi đồ ăn nấu cơm, thỉnh thoảng thì đi chụp ảnh phong cảnh. Ông ấy liệu có phải đã đi chụp ảnh hay không? Nếu như ông ấy ra ngoài thì khẳng định sẽ nói với mẹ kế của em. Trương Dương nói, Tiểu Yêu, em đừng có gấp, anh lập tức sẽ tìm người điều tra chuyện này giúp em, ở bên Hong Kong anh cũng có mấy bằng hữu. An Ngữ Thần nói, mẹ kế bọn họ cũng đang đi tìm, em chuẩn bị đáp máy bay tối nay trở về Hong Kong. Trương Dương nói, anh vẫn đang ở Kinh Thành, chuyện bên này vẫn chưa xử lý, cho dù muốn đi thì cũng phải thêm vài ngày nữa. An Ngữ Thần nói, không vội, anh đi cũng không giúp được gì, dù sao ở bên Hong Kong anh cũng không quen thuộc bằng em. Trương Dương nói, em cẩn thận một chút, đến bên kia nhất định đừng gấp, bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng chớ quên ngay lập tức liên lạc với anh. An Ngữ Thần dạ một tiếng rồi dập máy. Trương Dương lái xe tới Hương Sơn biệt viện, không lập tức xuống xe mà gọi điện thoại cho Quách Chí Cường, mục đích chân chính là muốn liên lạc với vợ chưa cưới Từ Mỹ Ni của Quách Chí Cường. Trước mắt Từ Mỹ Ni đã thăng nhiệm đại biểu, là ngôi sao trong giới cảnh sát Hong Kong. Quách Chí Cường đối với chuyện của Trương Dương thì tất nhiên là nhận ngay, hắn đáp ứng sẽ cố gắng giúp Trương Dương tìm người. An bài xong tất cả, Trương Dương dẫn Tần Manh Manh tới biệt viện, Trần Tuyết gần đây đang nghỉ. Luôn ở biệt viện đọc sách, nếu Kiều lão đã ra mặt giải quyết phiền toái Tần gia, Tần Manh Manh có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng để ổn thỏa Trương Dương định để cô ta trước khi rời đi thì ở tại Hương Sơn biệt viện, có cao thủ như Trần Tuyết ở bên cạnh cô ta, kẻ địch bình thường căn bản không đáng lo. Trương Dương bên này vừa mới dàn xếp xong cho Tần Manh Manh thì mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi điện thoại tới, chỉ nói nhưng hắn buổi tối tới ăn cơm. Đối với sự triệu hồi của mẹ nuôi Trương đại quan nhân tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên đường hắn liền bắt đầu đoán chuyện này, 89/10 có liên quan tới chuyện của Tần Manh Manh, bất chi bất giác tới trước cửa Văn gia, đầu tiên nhìn thấy xe hồng kỳ của Văn Quốc Quyền. Trương Dương đỗ xe lại, cười cười với cảnh vệ viên trước cửa, vừa đi vào bên trong sân thì nghe thấy giọng nói của Văn Hạo Nam, mẹ, con ra ngoài. Áo gió mặc áo gió màu đen đi nhanh tới cửa, hắn nhìn thấy Trương Dương vừa đi vào cửa lớn thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Văn gia ngõ hẹp. Tuy rằng Trương Dương khó chịu đối với hắn nhưng vẫn giữ lễ phép cơ bản, mỉm cười nói, Hạo Nam về đấy à? Tiếng anh Hạo Nam coi như là nể mặt cha mẹ nuôi. Khóe môi Văn Hạo Nam lệch đi, chắc là muốn biểu đại ý cười, nhưng nụ cười của hắn tràn ngập thành phần bất thiện, tôi giờ đi đây. Nói xong câu đó hắn đi qua người Trương Dương. La Tuệ Ninh từ phía sau đi tới, nhìn thấy Trương Dương tới thì lập tức dừng chân, vẻ mặt của bà ta tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy bóng con trai đã biến mất ở ngoài cửa, cô ta vội vàng giải thích với Trương Dương, nó vừa mới về nhà, khi mẹ gọi điện thoại cho con thì không biết nó muốn đi. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi,
chúng con không có gì cả, cha nuôi ở nhà à? La Tuệ Ninh gật đầu, thật ra cha nuôi con muốn con về, Trương Dương, cha nuôi con tối nay tâm tình không được tốt đâu. Bà ta có chút che chở đứa con nuôi này, hôm nay chồng về nhà rõ ràng tình tự không tốt, con trai vừa về nhà đã bị y quát mắng một hồi, vốn Văn Hạo Nam đối với Trương Dương đã cực kỳ bất mãn rồi, vừa về nhà đã ăn mắng, vừa nghe Trương Dương sắp tới thì đi luôn, ai ngờ vẫn gặp phải Trương Dương. Trương Dương nói, cha nuôi ở đâu? La Tuệ Ninh chỉ về phía thư phòng, đang xem tin tức. Trong mắt Trương Đại Quan Nhân, Văn Quốc Quyền không cần xem tin tức, phàm là thứ phát trên TV thì thường thường đều là thông qua sàng lọc, hơn nữa không phải là sàng lọc một lần hai lần, với thân phận địa vị của Văn Quốc Quyền, y căn bản không cần thông qua cách này để có được tin tức. Mà khi hắn đến thư phòng, phát hiện Văn Quốc Quyền quả thực đang xem tin tức, có điều là tin tức kinh tế. Nhìn thấy Trương Dương đi vào trong thư phòng, Văn Quốc Quyền cầm điều khiển tắt TV, vẻ mặt có chút nghiêm túc, có gặp Hạo Nam không? Trương Dương ăn ngay nói thật có. Văn Quốc Quyền thở dài, đám nhóc con này đúng là phi ê phức. Trương Đại Quan Nhân minh bạch, Văn Quốc Quyền không chỉ tức giận Văn Hạo Nam, trong đó còn có cả duyên cớ của mình, phải nói mình còn chiếm nguyên nhân chủ yếu, dù sao Văn Hạo Nam vừa mới tới kinh thành, trước khi cha mẹ nuôi gọi mình tới ăn cơm, bọn họ cũng không biết con trai sẽ đột nhiên trở về. Trương Dương không nói gì, trong lòng đã chuẩn bị nghe mắng. Văn Quốc Quyền nói, con gái của Lão Hà là cậu giấu hả? Chương 2409, Thiên Vị 4. Trương Dương cung kính trả lời, vâng, những lời này chẳng khác nào tổng kết cho sự kiện Tần Manh Manh, sự thật cũng quả thực là vậy, cơ hồ mỗi lần Tần Manh Manh gặp phiền toái, đều là hắn ra tay giải quyết. Văn Quốc Quyền nói, cậu là đứa nhỏ của nghĩa có tình. Trương Đại Quan Nhân không biết những lời này của Văn Quốc Quyền rốt cuộc là khen hay là chê, ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng khiêm tốn thụ giáo. Văn Quốc Quyền nói, cậu cũng không cần phải biểu hiện ra vẻ câu nệ như vậy, tôi gọi cậu tới cũng không phải là để phê bình cậu, chỉ là có đôi lời muốn nói với cậu. Trương Dương gật đầu, cha nuôi, cha nói đi, con có chỗ nào không đúng thì cha cứ phê bình. Văn Quốc Quyền nói, tiêu chuẩn thị phi của mỗi người đều khác nhau. Hơn nữa người ta ở giai đoạn niên kỳ bất đồng thì ánh mắt đối đãi với vấn đề cũng khác. Lựa chọn của cậu trong rất nhiều chuyện tất nhiên có đạo lý của cậu. Trương Dương nói, con biết mình làm việc quá mức nông nỗi. Văn Quốc Quyền nói, nông nỗi không phải khuyết điểm, bất kể là nông nỗi hay là bình tĩnh đều cần phân rõ trường hợp, cậu chỉ có hiểu được lợi dụng đặc điểm tính cách của mình một cách hợp lý thì mới có thể đi được lâu dài. Cha nuôi, con chán rồi. Hai hàng lông mày của Văn Quốc Quyền khẽ động. Trương Dương nói, con đã chán ghét sự ngươi lừa ta gạt trên quan trường rồi, con phát hiện ở trong đây, rất nhiều chuyện không có nguyên tắc, cho nên. Ánh mắt Văn Quốc Quyền mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Trương Dương, cậu không phải muốn đi muốn thay đổi ư. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, con nhận thua, con không thay đổi được. Cho dù con có cố gắng đến mấy thì cũng không thể thay đổi toàn bộ, huống chi với tính cách của con. Tính cách của Trương Dương không thích hợp với quan trường này. Đây là sự thật Văn Quốc Quyền đã sớm nhìn thấy, có điều trong cảm nhận của y, Trương Dương Thủy Chung là một đứa bé không dễ dàng bỏ cuộc, hiện tại không ngờ chủ động tỏ thái độ muốn rút lui, quả thực có chút ngoài dự kiến của Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền cầm chén trà lên uống một ngụm, trầm ngâm một lát rồi mới, từ bỏ cũng tốt, có điều chuyện này cậu đã trưng cầu sự đồng ý của chú Tống chưa? Trương Dương nói, ông ấy sẽ ủng hộ quyết định của con. Văn Quốc Quyền đổi đề tài, Kiều Lão là cậu gọi điện thoại tới à? Lời nói của y nói rất đơn giản, nhưng ý tứ thực sự lại là có phải cậu gọi điện thoại mời Kiều Lão tới giải vây hay không? Trương Dương lắc đầu, Sử Lão gia tử của Bát Quái Môn, con vốn muốn tự giải quyết chuyện này. Nghe đến đây, Văn Quốc Quyền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, tự ư. Cậu cho rằng chuyện này tự cậu có năng lực giải quyết ư? Trương Dương không lên tiếng. Văn Quốc Quyền cũng không nỡ mắng hắn quá nặng. Nói khẽ chuyện của Hà Vũ Mông liên lụy quá rộng. Để Kiều Lão tham gia chuyện này cũng không sáng suốt. Trương Dương nói, cô ta là vô tội. Nhưng Hà Trường An quả thực tồn tại vấn đề. Sau khi hắn chết, khoản tài phú lớn đó tất cả truyền cho Hà Vũ Mông, trước mắt bộ môn tương quan đã thành lập tổ chuyên án rồi. Vẻ mặt của Văn Quốc Quyền có chút thương xót. Hà Trường An có quan hệ khá hữu hảo với Văn gia, Văn Quốc Quyền cũng một mực coi Hà Trường An là chi giao của mình, cho dù là như vậy. Văn Quốc Quyền cũng không phát giác trong quá trình kinh thương của hắn tồn tại nhiều hành vi trái pháp luật như vậy. Y bỗng nhiên nhớ tới một câu năm đó Hà Trường An từng nói qua, tôi vĩnh viễn sẽ không đút lót anh, bởi vì anh là bằng hữu của tôi.
còn là người tôi kính nể nhất, đút lót anh là vũ nhục đối với chữ bằng hữu này. Càng sẽ hủy đi tiền đồ rộng lớn. Cho tới hôm nay, sâu trong lòng Văn Quốc Quyền vẫn coi Hà Trường An là một vị tri kỷ. Trương Dương nói, cha nuôi, Hà Vũ Mông đã làm ra quyết định rồi, cô ta chuẩn bị dùng toàn bộ tài sản kế thừa từ Hà Trường An vào sự nghiệp từ thiện trong nước. Văn Quốc Quyền hơi ngẩn ra, một nữ hài tử có thể xem nhẹ tài phú như vậy, thật sự là hiếm có, quyết định như vậy vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Văn Quốc Quyền gật đầu, lại nói, cậu lần này ở Kinh Thành cũng lâu phết rồi nhỉ. Trương Dương nói, xử lý xong việc này con lập tức đi ngay. Ở Kinh Thành mãi chưa đi cũng không phải là bổn ý của hắn, nhưng lần này sau khi tới Kinh Thành, chuyện phiền toái cứ liên tiếp kéo đến. Trương Đại Quan Nhân rất có một loại cảm giác thân bất do kỷ, trước mắt chuyện của Tần Manh Manh tuy rằng đã được giải quyết, nhưng Liễu Đan Thần vẫn không có tin tức, đổi thành trước đây, Trương Đại Quan Nhân có lẽ có thể sẽ bỏ đi, nhưng sau khi biết Liễu Đan Thần có mang cốt nhục của mình, hắn đối với Liễu Đan Thần cũng trở nên khó có thể dứt bỏ. Văn Quốc Quyền nói, rời khỏi sớm một chút cũng tốt, Kinh Thành là trốn thị phi. Trương Dương nói, chủ yếu là con quá dễ dính vào thị phi. Văn Quốc Quyền bị những lời này của hắn khiến cho bật cười, nói, nếu biết rồi thì cố gắng rời xa trốn thị phi đi. Tôi nghe nói cậu và Phó Hải Triều xảy ra chút mâu thuẫn. Trương Dương nói, vâng, có điều hiện tại đã giải quyết rồi. Văn Quốc Quyền nói, có một số việc nhỏ không cần tính toán làm gì, hắn cũng không phải là muốn nhằm vào cậu. Văn Quốc Quyền đối với chuyện này nhìn rất thấu, Phó Hải Triều tìm tới Trương Dương, mục đích đơn giản là muốn thông qua Trương Dương để gây ảnh hưởng tới mình, tuy rằng thằng ôn này mất một phen tính toán, nhưng trong mắt Văn Quốc Quyền vẫn chỉ là một thằng trẻ con mà thôi. Tối hôm đó Trương Dương ăn cơm mà có chút bực mình, bởi vì hắn đến, con trai ruột của Văn gia Văn Hạo Nam lựa chọn lảng tránh, điều này ít nhiều có ý tứ muốn chiếm tổ chim, người ta mới là chính chủ. Văn Quốc Quyền ở trong thư phòng hỏi một số tình hình cụ thể về sự xuất hiện của Kiều Lão, khi ăn cơm lại không hề nhắc tới việc này, La Tuệ Ninh xem ra có tâm sự, khi ăn cơm rất ít nói chuyện, Trương Đại Quan Nhân trước giờ luôn lắm mồm, hôm nay cũng có chút chán nản, vội vàng ăn cho xong rồi cáo từ hai người. Mẹ nuôi La Tuệ Ninh đưa hắn tới ngoài cửa, Trương Dương, con đừng trách Hạo Nam. Trương Dương cười nói, sao lại trách, hắn vẫy tay rồi lên xe, khởi động ô tô chậm rãi lái đi. Đi được một đoạn thì phát hiện La Tuệ Ninh vẫn đứng ở cửa, thân hình đơn bạc trông rất bất lực trong gió thu, Trương Đại Quan Nhân không biết vì sao mắt có chút nóng lên, trong lòng có một loại cảm giác chua xót, cổ họng thì nghẹn nghẹn. Ô tô vừa mới ra khỏi cửa lớn thì một chiếc xe Jeep từ phía trước vào tới, chặn đường Trương Dương. Trương Dương dừng xe, nhìn thấy Văn Hạo Nam mở cửa xe đi xuống. Trương Dương cũng đẩy cửa bước xuống, gật đầu với Văn Hạo Nam, về rồi à? Văn Hạo Nam không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía hắn, khi cách Trương Dương khoảng một thước thì đứng lại, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, anh vẫn luôn giấu chúng tôi. Trương Dương mỉm cười nói, chúng tôi có nghĩa là gì? Văn Hạo Nam nói, Tần Manh Manh căn bản không chết, cậu đã cứu cô ta đi, cho tới giờ cậu luôn biết Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh. Trương Dương nói, vậy thì sao? Cái đó và có liên quan tới anh à? Văn Hạo Nam gật đầu, cậu đã phá hủy nhân sinh của tôi. Trương Đại Quan Nhân thực sự có chút dở khóc dở cười, hắn không ngờ cho rằng mình đã phá hủy nhân sinh của hắn, cho dù là không có sự xuất hiện của mình, Tần Manh Manh cũng không thể lựa chọn Văn Hạo Nam, Văn gia cũng không thể cho phép con trai cưới một cô gái đã có con, Văn Hạo Nam đổ hết trách nhiệm lên người mình. Trương Dương nói, anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ, nếu như anh cảm thấy đem hết trách nhiệm đổ lên người tôi thì anh có thể thoải mái hơn thì tùy anh. Trương Đại Quan Nhân nói xong thì xoay người đi về phía ô tô của mình. Thế giới tình cảm của Văn Hạo Nam đã sớm lệch lạc, nói chuyện với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Văn Hạo Nam tràn ngập oán độc nhìn Trương Dương, cho tới lúc Trương Dương hoàn toàn biến mất hắn mới một lần nữa mở cửa xe. Một chiếc Land Rover màu đen từ phía trước lái tới, tới bên cạnh Văn Hạo Nam thì dừng lại, Phó Hải Triều hạ cửa kính xe thò mặt ra, cười nói, Hạo Nam, trở về lúc nào thế? Văn Hạo Nam cũng kinh hỉ nói, Hải Triều, anh về từ khi nào vậy? Quan hệ của hai nhà Văn Phó không căng thẳng như người ngoài tưởng tượng, ngược lại, quan hệ giữa hai thế hệ nhà bọn họ không tồi, Văn Hạo Nam và Phó Hải Triều từ nhỏ đã chơi với nhau. Phó Hải Triều nói, lên xe tôi đi, tôi mời anh đi uống rượu. Văn Hạo Nam nói, không được, muốn quá rồi. Phó Hải Triều rất thịnh tình mời mọc, lên đi, lâu rồi không gặp, làm vài chén ôn chuyện xưa. Văn Hạo Nam thấy hắn mời mãi thì cũng ngại cự tuyệt,
lập tức gật đầu, đỗ xe mình ở ven đường, vào bên trong xe Phó Hải Triều. Phó Hải Triều nói, Vương phủ hội quán không tồi, chúng ta tới đó đi. Văn Hạo Nam nói, không phải là xóm cô đầu ư. Phó Hải Triều bật cười ha ha, chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm thôi mà, anh là cảnh sát, tôi là cán bộ quốc gia, chuyện trái pháp luật tôi cũng không làm đâu. Vương phủ hội quán ở trong giới Thái tử Kinh Thành cũng khá có tiếng, Phó Hải Triều và Văn Hạo Nam hai người bình thường đều rất ít ở Kinh Thành, có điều cũng nghe tới danh tiếng của nơi này, hai người bọn họ còn có một đặc điểm chung, bình thường đều rất ít đến những nơi như thế này. Phó Hải Triều gọi một vòng, không gọi gái tiếp rượu, chỉ bảo người an bài một người rót rượu. Văn Hạo Nam là lần đầu tiên tới đây, nhìn thoáng qua hoàn cảnh trong phòng, nơi này trang hoàng cổ kính, trang trí trong phòng, thậm chí cả cô gái rót rượu cũng tràn ngập cổ phong, thân ở trong đây cứ như xuyên qua về triều đại xưa. Chương 2410, đốt lửa 1. Phó Hải Triều cầm chén rượu lên, lay động rượu vang bên trong rồi mỉm cười nói, chúng ta đã lâu rồi chưa ngồi uống rượu với nhau, Hạo Nam, tôi nghe nói anh gần đây quan vận rất khá, đã thăng nhiệm làm cục trưởng công an thành phố Nam Thích rồi, thực sự chúc mừng anh. Văn Hạo Nam lạnh lùng cười nói, quan vận khá cái gì, nên là dừng lại không tiến mới đúng, từ Bắc Cảng đến Nam Tích cũng chỉ là dẫm trận tại chỗ thôi, đối với tôi mà nói thì không có gì khác nhau cả. Hắn cầm rượu vang trước mặt lên chạm với Phó Hải Triều. Hai người đều nhấp một ngụm rượu, Văn Hạo Nam tiếp tục nói, làm sao phong quang bằng làm lão tổng của xí nghiệp nhà nước như anh. Phó Hải Triều lắc đầu, phong quang chỉ là ngoài mặt thôi, dưới tay có tới mấy vạn người, chuyện to chuyện nhỏ mỗi ngày đều khiến cho anh bận tối tăm mặt mày rồi. Tôi mấy ngày nay ở Kinh Thành nhưng bên kia có bất kỳ chuyện gì vẫn không ngừng gọi điện thoại cho tôi. Văn Hạo Nam nói, điều này chẳng phải nói rõ tầm quan trọng của anh đối với xí nghiệp ư. Phó Hải Triều nói, Hạo Nam, anh trước đây cũng không phải là như thế này, với tôi luôn có gì nói đấy, vậy sao hôm nay lại đầy mùi giả mù sa mưa vậy? Văn Hạo Nam nghe hắn nói như vậy thì không khỏi bật cười, địa phương và bộ đội bất đồng, có thể là tôi trước đây vẫn luôn ở trong bộ đội. Đầu óc trở nên có chút sơ cứng, hiện tại tới địa phương, ít nhiều có chút thay đổi, cho nên anh cảm thấy không thích ứng kịp. Phó Hải Triều nói, ở trong mắt tôi anh vẫn là anh, không hề thay đổi, hiện tại bên ngoài có rất nhiều cách nói cha của chúng ta bởi vì cạnh tranh mà trở mặt thành thù, nói quan hệ của hai nhà văn phó chúng ta trở nên ác liệt như thế nào. Hắn cười nói, thật ra quan hệ của hai nhà chúng ta người ngoài làm sao mà hiểu được. Văn Hạo Nam gật đầu, bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu. Cạnh tranh giữa cha tôi và cha anh chính là quân tử chi tranh, sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ, lại càng không thể ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Khi nói những lời này vẻ mặt của Văn Hạo Nam rất nghiêm túc. Phó Hải Triều bởi vì sự chân thành tha thiết mà hắn biểu hiện ra bất giác có chút cảm động, nhớ tới tình nghĩa gần 30 năm của hai người, trong lòng đối với việc mình sắp làm không khỏi sinh ra có chút áy náy. Hắn đặt chén rượu lên bàn, mỉm cười nói, anh và Sophia thế nào rồi? Lúc nào thì kết hôn? Nhắc tới tình cảm, Văn Hạo Nam mày không khỏi nhíu chặt, hắn nhẹ giọng thở dài, Hải Triều, tôi không muốn bàn về vấn đề này. Phó Hải Triều vỗ vỗ vai Văn Hạo Nam, xin lỗi. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, ông chủ của Vương Phủ Hội Quán Hoàng Thiện và một người tuổi còn trẻ cùng nhau bước vào. Người trẻ tuổi là công tử Trần An Bang của Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Toàn là cán bộ văn quốc quyền một tay để bạt lên. Cho nên quan hệ của hai nhà văn Trần vẫn luôn rất tốt. Đương nhiên là trước phong ba của hội từ thiện Thiên Trì Tiên Sinh. Từ sau trận phong ba đó, Văn Quốc Quyền đối với Trần Toàn thực sự là rất thất vọng, quan hệ của hai nhà cũng trở nên bất hòa. Có điều Trần An Bang khi nhìn thấy Văn Hạo Nam vẫn biểu hiện ra vẻ vô cùng thân thiết, anh Hạo Nam, tôi nghe ông chủ Hoàng nói anh ở đây. Cho nên đặc biệt tới đây kính rượu, hắn lại cười nói với Phó Hải Triều, anh Hải Triều, thì ra các anh đều ở đây. Tôi trước đây vẫn cho rằng các anh không thích những nơi thế này. Phó Hải Triều cười một tiếng, chỉ vào Hoàng Thiện rồi nói, ông chủ Hoàng, anh đúng là không phúc hậu, ngay cả sự riêng tư của khách nhân cũng không bảo đảm được, còn làm ăn ở Kinh Thành thế nào được. Những lời này của hắn nói nửa thật nửa giả. Hoàng Thiện tên giảo hoạt lăn lộn trong thương giới ở Kinh Thành nhiều năm, hắn cười một tiếng nói, qua tối nay ông chủ của Vương Phủ Hội Quán sẽ đổi chủ rồi. Hắn chỉ về phía Trần An Bang, Trần Công Tử và tôi đã đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng. Văn Hạo Nam nói, An Bang, công ty Internet của cậu làm ăn không tồi, sao lại đổi sang làm hộp đêm? Trần An Bang ngồi xuống bên cạnh Văn Hạo Nam. Hoàng Thiện cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Phó Hải Triều, sai người mang rượu vang quý lên,
đối với những thái tử bối cảnh bất phàm của kinh thành này, Hoàng Thiện vẫn luôn rất hào phóng. Trần An Bang uống chén rượu với vị đại ca, công ty Internet vẫn làm, hộp đêm cũng muốn làm, hiện tại không phải để sướng kinh doanh nhiều loại hình ư. Phó Hải Triều nói, đúng là người trẻ tuổi, đầu óc rất linh hoạt. Trần An Bang cười nói, tôi cũng không dám so sánh với anh Hải Triều, anh là trưởng môn nhân của xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, khi nào tôi có thể bằng được một góc của anh thì đã là phần của lão Trần chúng tôi bốc khói rồi. Phó Hải Triều cười nói, thằng ôn này đúng là giỏi nói. Trần An Bang nói, hai ông lớn các anh cứ uống rượu như vậy à, ông chủ Hoàng, ông đi gọi cô nương xinh đẹp nhất của hội quán ra đây, giúp hai vị đại ca của tôi thư giãn. Văn Hạo Nam vội vàng xua tay, không cần. Trần An Bang ôm vai hắn, anh Hạo Nam, tất cả cứ để tôi, coi như giúp tôi mở rộng tầm mắt xem vương phủ hội quán mà tôi mua rốt cuộc có đáng giá hay không. Hoàng Thiện vẫy vẫy tay, không sau sáu vị nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp lượn lờ đi vào trong phòng, Văn Hạo Nam nói khẽ với Phó Hải Triều, Hải Triều, tôi thấy hay là thôi đi. Phó Hải Triều cười cười thấp giọng đáp lại, gặp dịp thì chơi, cứ coi như là nhân cơ hội thả lỏng một chút. Văn Hạo Nam ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mấy nữ lang. Đột nhiên dừng hình trên người nữ lang mặc quân trang trong đó, để hợp với khẩu vị của khách nhân, mấy nữ lang có người mặc cảnh phục, có người thì mặc đồng phục của tiếp viên hàng không, còn có người mặc quân phục, cũng có người mặc quần áo học sinh. Văn Hạo Nam phát hiện nữ lang mặc quân trang bất kể cách ăn mặc hay là diện mạo không ngờ có ba phần tương tự với Tần Manh Manh trước đây. Trần An Bang bảo hai vị đại ca chọn trước, Phó Hải Triều chọn cô nàng mặc đồng phục tiếp viên hàng không, Trần An Bang vẫn luôn tại ánh mắt của Văn Hạo Nam. Giúp hắn chọn nữ lang mặc quân trang, còn để lại cho mình cô học sinh thanh thuần. Có nữ lang trợ hứng, bọn họ uống rượu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, chức trách của những nữ lang thuộc hộp đêm này là đẩy mạnh tiêu thụ rượu, khách nhân uống càng nhiều thì phần trăm của họ càng cao, tất nhiên biểu hiện rất ra sức, về sau lại nghe nói Trần An Bang ngày mai sẽ trở thành chủ nhân nơi này thì biểu hiện càng thêm ân cần. Văn Hạo Nam và nữ lang mặc quân trang uống vài chén rượu, tâm tình lại trở nên càng trầm trọng và rối rắm hơn. Phó Hải Triều vỗ vỗ mông tiếp viên hàng không rồi ra hiệu cho cô ta ngồi sang bên, ghé vào Văn Hạo Nam nói, lão đệ, anh có tâm sự gì à? Văn Hạo Nam lắc đầu, chuyện chôn chặt trong lòng hắn sẽ không dễ dàng nhắc tới với người khác, mặc dù hai người bên cạnh đều là bằng hữu từ nhỏ của hắn. Trần An Bang rõ ràng có chút hơi say, hắn kéo cánh tay Văn Hạo Nam rồi nói, anh Hạo Nam, em biết nhà em có lỗi với nhà anh. Đầu lưỡi của hắn tựa hồ cũng có chút to ra. Văn Hạo Nam nói, An Bang, cậu nói gì thế? Đừng có nói hưu nói vượn. Nước mắt của Trần An Bang như sắp chảy ra, anh Hạo Nam, chuyện của hội từ thiện đích xác là tai họa mẹ em gây ra, em nên khuyên bà ta đứng ra sớm một chút, nhưng bà ta dù sao cũng tôi mẹ em. Hắn thấp giọng bật khóc, xem ra cồn đã mê hoặc hắn rồi. Phó Hải Triều đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thiện, ra hiệu hắn dẫn đám gái ra ngoài, có một số lời không thích hợp để những người ngoài nghe thấy. Đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại ba nhưng bọn họ, Văn Hạo Nam nói, An Bang, tôi có trách cậu đâu, cha tôi mẹ tôi cũng không để chuyện này trong lòng. Trần An Bang nói, anh Hạo Nam, thật ra sự kiện đó tất cả là Trương Dương gây ra. Phó Hải Triều ở bên cạnh nói, An Bang, cậu uống say rồi. Hay là để tôi đưa cậu về. Trần An Bang lắc đầu nói, em không say, có một số lời em không nói ra thì không chịu được. Phó Hải Triều nói, thằng ôn này đừng có ở đây uống say rồi nói nhảm, tôi và Hạo Nam tụ hội được một lần thì bị cậu phá hỏng rồi. Văn Hạo Nam cũng bất lực lắc đầu. Trần An Bang nói, các anh không tin tôi à? Các anh biết không, Hà Vũ Mông, con gái của Hà Trường An chính là Tần Manh Manh. Nói tới đây hắn ợ một cái. Phó Hải Triều nhíu mày, Văn Hạo Nam thì lại bị những lời này của hắn hấp dẫn. Phó Hải Triều bực mình nói, có gì thì chờ cậu ngày mai tỉnh táo lại đã rồi nói. Văn Hạo Nam nói, hay là cứ để hắn nói đi, anh thấy hắn đã uống thành thế này rồi, hiện tại cũng không tiện đưa hắn về, để hắn nghỉ ngơi một chút. Phó Hải Triều nói, tôi ghét nhất nghe người ta nói những lời say, tôi đi toilet. Hắn làm bộ muốn đi, lại bị Trần An Bang tóm lấy cổ tay, tay kia thì của Trần An Bang thì tóm Văn Hạo Nam, ngồi ở giữa hai người, lắp bắp, các anh đừng có mà không tin. Hà Vũ Mông chính là Tần Manh Manh đó. Năm đó cô ta giết chết anh trai Tần Chấn Đông của cô ta. Cô ta căn bản không phải con gái ruột của Tần Hồng Giang, cô ta là con gái của Hà Trường An, không biết vì nguyên nhân gì mà được Tần gia thu dưỡng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 242.